Thưa quý vị, vừa qua Pháp hội của mình tổ chức đại lễ Phật đản. Coi như hai năm qua vì dịch bệnh cho nên mình không có tổ chức được. Tuy nhiên những ngày Phật đản vẫn tổ chức nhỏ nhỏ ở khu chiên tu phát trực tiếp. Tuy nhiên năm nay thì quý Phật tử về cũng khá đông. Vì vậy, ban tổ chức cũng hơi vất vả. Tuy nhiên, quý thầy, quý chú thì vất vả, mệt. Nhưng mà mệt thì nó cũng sẽ qua, nó hết thôi. Nhưng mà cái phước báu và cái công đức mà mình giúp cho họ đến để họ tham dự lễ, rồi họ tu tập, họ nghe Phật Pháp, thì cái công đức này nó không có mất. Khi mình hiểu điều này thì mình sẽ dấn thân, hy sinh và phụng hiến. Hay nói khác hơn là phụng sự cho chúng sanh, phục vụ cho tam bảo là cúng dường chư Phật. Mục tiêu lý tưởng của người Phật tử nói chung cũng như quý thầy và quý Phật tử đó, thì mình vì cái việc hâm mộ Hoằng Pháp, Tổ sư Ấn Quang hay dùng danh từ đó là mình phải hâm mộ. Hâm mộ tức là hân hoan lưu truyền Phật Pháp. Mỗi khi họ đến với mình, đó là cơ hội rất lớn để mà mình truyền tải đến Phật Pháp cho họ. Truyền tải Phật Pháp đến cho họ, đây là một cái nhân duyên rất là thù thắng, nhiều đời nhiều kiếp họ mới đến với mình. Trong quá trình tổ chức thì đại chúng cùng chúng tôi rất là vất vả, mệt nhọc nhưng mà rất là vui, hoan hỷ vô cùng. Nhưng quý Phật tử về thì ăn uống, ngủ nghỉ thì không có sang trọng như những chùa khác. Tuy nhiên ai cũng no ấm và ai cũng hoan hỷ đã về. Vì vậy cho nên hôm nay thì sau cái đại lễ Phật đản xong thì chúng tôi có cái món quà để cúng dường cho chư tôn đức tăng và các chú sa di, các chú tịnh nhân, các chú cư sĩ, cộng lại cũng tặng một ít quà mấy rồi sách cho Phật tử, thì cứ tưởng chừng như là 200-300 người thôi, mang lên 400 cái máy màu trắng phát không đủ. Mấy màu trắng phát không đủ. Hồi nãy cũng thiếu một ít người. Một ít người chưa có thì chúng tôi sẽ tiếp tục đặt nữa để tặng. Nhưng mình cũng không lấy làm gì buồn. Bởi vì bạn mình có, bạn mình tu thì mình cũng hoan hỷ thôi. Ở trong này ai mấy trắng chưa có giơ tay lên cho biết ạ. Có một ít người ở sau với một số các thầy, các chú lo bếp. Thì chúng tôi đang đặt thêm 500 cái nữa. Thì cứ mỗi lần sau khi lễ đó thì tâm lực nó bị giảm sút là do mình tập trung vô lo cái đại lễ. Mà Tổ Ấn Quang hay dùng cái danh từ đó là tinh thần mình không đủ. Tinh thần tức là cái tâm lực của mình nó lo nhiều việc, nó phóng ra bên ngoài cho nên nó mệt. Vô công phu nó khó. Rồi cái khí lực tức là cái hơi thở của mình nó cũng bị xuống. Như hôm qua ngồi phóng sanh truyền trực tiếp nói chuyện có một chút thôi, mà nó nhói ở sau lưng với lại trước chấn thủy, nó nhói nó hơi khó chịu một chút. Nhưng mà nếu mà mình biết nó là do cái việc mà mình giảng nhiều, mình làm việc nhiều, thì mình biết cách mình điều chế là nó trở lại. Mà nói vậy cho cũng mất 1-2 tuần chứ không phải là ít đâu. Tuy nhiên nếu mà mình không biết thì nó kéo rất là lâu dài, và mình không biết dưỡng, mình cứ tiếp khách và mình cứ thường xuyên mình niệm Phật ra tiếng hoài nữa thì nó bệnh. Mà bệnh này thì khó lành và dễ bệnh, bởi vì hàng ngày mình nói nhiều quá, tâm nó cũng phóng ra ngoài nữa, và niệm Phật mình không biết cách để mình điều tiết nó thì nó sẽ bị tổn khí. Việc này rất quan trọng. Nhất là các thầy, các chú dẫn chúng mà có công việc nhiều thì phải lưu tâm chỗ này.
Vì vậy cho nên thành ra cái máy nó giúp cho mình cái lúc công phu, khi mình mệt hoặc giả không mệt, mình dùng nó trợ lực rất là tốt. Cho nên hôm nay tặng đại chúng, quý thầy quý chú cái máy này. Hôm trước mua cũng 200-300 cái máy màu vàng nhỏ nhỏ, tặng một ít người thôi, chưa dám tặng đại chúng là do không có nhiều, bên Trung Quốc không nhập về được. Mà cái máy này thì nó có cái bất cập, tức là nó không có ổn lắm, là do pin nó mau hết quá. Thêm nữa là cái lỗ mà đút vô sạc pin nó nhỏ, nhiều người sạc nó không vào. Rồi một số những người họ đeo thời gian họ cũng chán, họ niệm Phật không cảm được một câu trong máy với một câu trong tâm, hoặc họ niệm nhép môi, cho nên thành ra họ bỏ. Một số các thầy các chú chúng tôi cũng không có hỏi, nhưng mà chắc một là chán, hai là cũng không phải là mình bỏ tiền, cho nên thành ra cũng không có trân quý lắm. Tuy nhiên có một số người họ đeo, hầu như phần đông là họ đeo suốt để họ niệm. Cho nên đợt này chúng tôi tặng cái máy này cho quý thầy, quý Phật tử cố gắng đeo như chúng tôi. Quý vị nhớ hôm Chủ nhật chúng tôi giảng, chúng tôi cũng đeo. Khoảng cỡ này như vậy là cũng gọn rồi. Chỉ có cái máy đỏ nó hơi lớn một chút thì có thể mình bỏ trong giỏ sách mình mang đi theo cũng được. Nhưng mà cỡ máy này là gọn rồi. Rồi khi mình đeo cái máy này là người ta biết mình niệm Phật, là người ta nhớ đến câu Phật hiệu, thì mình cũng là một cái biểu pháp cho họ. Tuy rằng mình không niệm, mình đeo chơi thôi. Mình đeo chơi thôi. Nhưng mà người ta thấy mình đeo máy là người ta biết mình đeo máy niệm Phật, người ta nhớ câu Phật hiệu, người ta quay lại, thì mình cũng là biểu pháp của công đức. Cho nên thành ra Hòa Thượng Ân Sư Thượng Tịnh Hạ Không, Ngài nói là cái mũ mình cũng dán A Di Đà Phật, cái áo cũng dán A Di Đà Phật, nhưng mà mình chỉ dán chữ thôi. Chứ còn nếu mà cái áo hay cái mũ dán chữ để nó niệm ra câu Phật hiệu thì nó không bằng cái máy. Mà nhiều lúc mình dán lên áo thì mình giặt, mình bỏ vô trong cái máy giặt, hoặc vậy mình bỏ vô cái thau dơ thì nó cũng không cung kính lắm. Nhưng mà cái máy thì tuyệt, rất tuyệt, không có hình Phật. Và nếu mà có chữ Nam Mô Di Đà Phật, nó không phát ra âm thanh, thì lỡ mình đeo vô trong nhà vệ sinh mà mình khóa cái tiếng lại, mình niệm trong tâm cũng không sao. Nó tiện ở chỗ này, rất tiện. Thì hôm nay quý thầy, quý chú có cái máy mà đeo như vậy, thì qua một cái quá trình không phải là đơn giản. Bao nhiêu Phật tử họ làm, nhất là thầy Nhuận Kiến với là chú Đức ở thủ đô Hà Nội phát tâm, rồi về thầy tánh ngày đêm, thầy làm từng chút bỏ vô trong cái thẻ, rồi mới ra thành một cái máy như vậy. Và cái máy này nó giúp cho mình cái lúc mà lễ Phật, cái những lúc chúng tôi lễ Phật tự một mình trong thất đó, thì niệm thầm ba câu không có máy. Cái lúc có máy giống như quý vị á, máy niệm ba câu là mình niệm theo máy ba câu. Có những lúc máy một câu rồi mình niệm một câu, thay đổi qua lại cho không có ngán. Tổ sư Ấn Quang nói là không thể dùng một cách mà có thể mình nhập vào trong cái pháp môn niệm Phật, hoặc là đi vào tâm muội mà dùng một cách mình đi vừa được. Cái chỗ này rất là sâu. Có nhiều người họ nói là nếu mình đổi nhiều cách quá mình không thể nhập được. Cái đó là họ chưa đi sâu vào dụng công. Cho nên mình dùng một cách thì cái tâm của mình lâu ngày nó chịu không nổi. Cái thân mình cũng phải ăn... Không phải một thứ gạo, ngài hay dùng danh từ, không phải một thứ gạo mà mình có thể nuôi thân được. Gạo có thể làm bánh hỏi, làm bún, ăn nó đỡ ngán liền, cũng là gạo. Và cũng không thể một thứ rau mà có thể là nuôi thân thể mình được, phải hai ba loại rau rồi xào, chiên, nấu khó. Cái thân mình như vậy thì cái tâm nó cũng như vậy, nó đòi hỏi phải uyển chuyển làm sao cho nó phù hợp, chứ không có chấp một cách cố định cứng ngắc. Vì vậy cho nên những cái điều mà chúng tôi phổ biến là điều bám vào trong văn sao và nghiên cứu và tự thân thực hành trước rồi mới để đem ra cho đại chúng. Nhưng mà mình không có duyên với Ấn Tổ và không có duyên với văn sao, nhiều lúc mình vừa khởi niệm lên là không biết cái này nó có tốt hay không, hay là nó có ổn hay không, là mình mất liên lạc rồi. Mất liên lạc sự gia trì của chư Phật chư Tổ, và cái tâm khinh nhờn nó xuất hiện là công phu không bao giờ vô. Cái tâm linh nó có cái đặc biệt chỗ này, lắng nghe kỹ nè. Cái tâm linh nó có đặc biệt chỗ này, khởi niệm lên khinh nhờn, khởi niệm lên không kính và không quý thì tự nhiên nó mất liền. Cũng như cái máy này, mình trân quý nó là một vật vô giá thì nó ở với mình. Còn nếu mà mình thấy nó quá là bình thường, mình không bỏ tiền ra mua và mình thấy không mất chút công nào, không mất chút của nào, rồi vứt đâu đó rồi nó sẽ mất. Đôi dép cũng vậy. Bất cứ vật gì mình sở hữu mà mình không có trân quý nó thì nó sẽ ra khỏi, đi khỏi mình. Đó là vật vô tri nha. Đừng có nói là cái pháp của Phật để mình tu liễu sanh thoát tử.
Chỗ này đại chúng nên lắng nghe. Nếu cái tâm mình thanh tịnh trong lặng như hư không thì vạn vật nó đi trong hư không, nó không có chướng ngại. Còn cái tâm mình giống như vách tường á, thì vật vào nó sẽ bị phản lại. Trái banh đá vô nó phản vào. Cái tâm mình nó ngang ngạnh, nó bướng bỉnh, nó ngã mạn, nó tham sân si mạn, nó không có an vui, thì nó không thể chấp nhận được cái gì vào trong tâm, dội là Phật Pháp. Nói chỗ này vô là dội liền, phản ứng liền. Vì vậy cho nên có một số người họ vô đây họ nghe Pháp không nổi, họ niệm họ không nổi, họ công phu một chút là cái đầu họ nó bưng 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 bưng, và họ bất an, họ thấy khó chịu, họ đi ra liền. Vừa rồi có cô ở thủ đô Hà Nội đi vào trong này, cô Lợi hôm nay chắc cũng có mặt ở đây, cái cô đó cô nói ở các chùa khác không biết làm sao, con vô con ngồi con thấy nôn nóng, con muốn đi ra ngoài, không bao giờ mà ngồi trong được đạo tràng, khó chịu vô cùng, không biết sao nó cứ nôn nóng, bức đức nó khó chịu. Mà vào giữ cái lễ tắm Phật, ngồi suốt cả buổi lễ an vui, mà cô nói nước mắt cô rơi xuống như vậy. Đó là do cái tâm của cô cảm được với pháp môn, cảm được cái lực của đại chúng, cho nên thành ra cái tâm cô rất là hoan hỷ. Cô đi về cô còn tiếc nuối. Đây là đạo tràng có dụng công, có tu hành, chứ không phải là hình thức lơ lơ là bên ngoài. Cô gặp chúng tôi cô nói điều này, thì hôm nay chúng tôi nói quý vị là quý thầy, quý chú và các cụ, các cô là có cái duyên vào trong đạo tràng này để mình tu tập mà thấy tâm mình mát mẻ, an vui, thích thú cái phương pháp của Tổ sư Ứng Quang do chúng tôi áp dụng và nghiên cứu đưa ra. Mình hoan hỷ, mình chấp nhận, mình đón nhận, thì đây là một cái thiện căn phước đức nhiều đời. Chứ còn nếu mình vừa khởi niệm lên, mình bất kính hoặc giả, mình không chấp nhận, mình không thuận theo, thì riêng cái mặt tâm linh nó có chướng ngại liền tức khắc. Công phu không vô chán trường. Nên nhớ chỗ đó. Thường khi mà mình mệt đó, nó có hai lý do lắng nghe này. Thứ nhất là cái tâm mình nó phóng ra ngoài, do mình suy nghĩ công việc bên ngoài, mình lo, thì cái tâm của mình nó phóng ra ngoài, thì cái năng lượng, cái sức định của mình bắt đầu nó giảm. Nó giảm từ từ, mình không hay, và giảm đến cái lúc mình không tự chủ được nữa. Và những người họ không tự chủ được nữa gọi là bị điên. Có những người mà cái lúc chúng tôi còn ở ngoài đời, còn bé, thấy cái đứa nhỏ đó, nó cũng bằng tuổi tôi, bằng tuổi chúng tôi, mà nó cứ ngồi nó nói chuyện với mình à. Nó nói mày khỏe không mày? Mày đang làm cái gì hả? Mà nó vừa nhắm mắt, mà nó vừa mở mắt, mà nó đi, nó lọt vào trong cảnh giới, nó nói chuyện với một cái cảnh giới đó. Nó không biết ai bên ngoài nữa hết, rồi nó ngủ, nó nói mệt quá, nó nằm cái gục xuống nó ngủ. Nó ngủ xong bắt đầu nó đứng dậy, nó nói một thời gian nữa là nó quên ăn luôn, rồi quên mặt luôn, thì người này gọi là điên. Lý do cái tâm họ phóng ra ngoài và không có thâu vô trong được nữa. Mình thường bị cái tình trạng là tâm phóng ra bên ngoài. Cho nên là cái cách mà theo hơi thở với niệm danh hiệu Phật là cái tâm nó trở lại bên trong, nó tạo thành một cái sức định. Khi mình mệt quá thì bây giờ mình phải hít bằng mũi niệm trong tâm. Có những lúc theo máy và có những lúc mình bỏ máy và mình làm cho nó khỏe lại đó. Nếu mà mệt quá đó thì bỏ máy là mình hít từ từ, tập trung toàn tâm vô trong danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Mà thường chúng tôi hay mệt hay là nó có cái gì bất an là chúng tôi có cảm giác quay lại danh hiệu Quan Âm Bồ Tát mạnh hơn. Bởi vì Tổ Ấn Quang nói là nếu mà có bị bất trắc hoặc gặp trở ngại chứng duyên gì thì niệm Quan Âm đỡ tốn tâm lực và mau cảm ứng nhất. Chúng tôi nhớ cái điều khả thị của Tổ Ấn Quang, cho nên thành ra chúng tôi mà cái tâm nó có trục trặc hoặc nó bất an hoặc nó thiếu hơi thở gì thì thường chúng tôi bám vô danh hiệu Quan Âm cho nó qua yên ổn đi, rồi bắt đầu mình tiếp tục niệm Phật, không có gì trở ngại. Đó là cách chúng tôi dùng, hay là ai quen niệm Phật cũng được. Nhưng mà niệm Quan Âm thì nhanh cảm ứng và đổ tốn tâm lực hơn. Không biết sao mỗi lần Ấn Tổ nói chúng tôi cái gì, chúng tôi nghe là chúng tôi làm liền, không một chút suy nghĩ. Không chút suy nghĩ. Thì khi mà mình hít vô bằng mũi mà thường như vậy, chứ không phải là để mình quá mệt đấy. Như chú Duyên vừa rồi đây, chú làm một mình mà quay phim hai buổi, một buổi tối với một buổi sáng hôm Chủ Nhật, coi như quá đuối rồi. Mà sức khỏe chú thì kém, mà có nhiều lúc mà chú lúc còn ngoài đời là ông hay ngất xỉu, ông ngã lăn ông ngất xỉu miết. Thì chúng tôi có an ủi nói là thân chú thì ốm yếu, mà việc làm thì quá nhiều, chú là trưởng trong cái đội quay phim nữa. Quá mệt mà về bắt đầu dựng phim, mà tối hôm qua chúng tôi ngồi chỉ có 15 phút mà con mắt nó mỏi, nó chảy nước ra, mà nó khó chịu, không thể chịu nổi nữa, chúng tôi phải đi về để nghỉ.
Thường buổi tối là chúng ta không có nhìn vô máy được, là do lúc trước dựng phim quá nhiều, mà coi sách nó cũng chảy nước mắt nữa. Mà chú Duyên với thầy dựng phim mà dựng đến tối, rồi sáng sớm bắt đầu 4-5 giờ bắt đầu dậy dựng nữa, mà 2-3 ngày mới xong một cái đĩa. Mà trong khi đó là mình xem qua cái đĩa đó thì mình thấy bình thường, không có cái gì là công sức của những người khác bỏ ra, đúng không? Nhưng mà riêng bản thân chúng tôi, từ cái lúc mà thiết kế từng chút trên này, riêng sáng thứ sáu là đứng đến buổi trưa là nó muốn quỵ luôn à. Quá mệt, bây giờ cái tâm mình nó phóng ra, mình lo công việc quá mệt. Mà cả buổi chiều để mà dụng công, để mà mình quay cái tâm trở lại, mình niệm Quan Âm á, thì nó có cái cách này. Nếu mà khi mà cái tâm nó phóng ra đó, thì mình niệm chậm lại. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì khi mình niệm chậm trong tâm, mình từng chữ từng câu mình niệm trong tâm á, rồi hít sâu vô như vậy đó, thì nó hồi phục lại rất nhanh. Thay vì một tiếng đồng hồ nó mới hồi phục lại, thì trong vòng 10 đến 20 phút là nó đã hồi phục lại rồi. Nên dùng cách này, các chú, các thầy và Phật tử nên dùng cái cách để trở tâm lại bên trong, quay tâm lại bên trong theo hơi thở, để nó tạo thành một cái nguồn năng lực. Khi mà cái không khí nó vô trong não và cái không khí nó đủ trong cơ thể mình rồi, người sảng khoái cực kỳ. Mà khi nó thiếu thì nó rất là mệt, nó khó chịu. Cái não mình không có không khí, nó chịu không nổi. Mà cái tâm lực mình phóng ra ngoài thì mình nương danh hiệu Bồ Tát. Khí lực mình thiếu thì mình hít bằng mũi, hít cho sâu luôn. Cái những lúc chúng tôi hít cho no luôn. Mà ngồi trên ghế hơi ngửa ra một chút hoặc nằm cũng được. Đó là qua một cái buổi lễ, và trước khi buổi lễ và qua cái buổi lễ Phật Đản mà chúng tôi có một cái kinh nghiệm này. Sau khi đó nó sảng khoái trở lại là mình cảm giác biết liền, dễ chịu trở lại. Rồi bắt đầu mình mở mấy câu mình câu, bắt đầu mình niệm. Thì hôm nay Linh giới thiệu cái máy này, cái công dụng nếu ai ở nhà tự tu, như thường chúng ta ở dưới đó là tự tu một mình, thì cái công hiệu của cái máy này là mình dụng công cái lúc đi kinh hành với lại ngồi, nên dụng công bằng cách này. Còn nếu mà mệt nữa thì dùng cái cách niệm Phật một câu như lúc trước á, trong máy, rồi mình niệm một câu thầm hoặc trong tâm, quỳ thấp một câu trong máy rồi một câu trong tâm, rồi úp mặt xuống một câu trong máy, mình đứng dậy. Thì thỉnh thoảng chúng tôi cũng dùng cái cách máy trợ cho mình. Mà bây giờ thì thường dùng hơn đó là thầm 3 câu, rồi quỳ thấp trong tâm câu, đứng dậy trong tâm câu là 5 câu. Còn đại chúng thì máy 3 câu là mình niệm theo 3 câu, cái máy nó hỗ trợ cho mình. Thì cái máy này rất cần cho mình trong cái lúc dụng công. Nhất là cái người nói chuyện, làm việc bằng hơi thở nhiều, giảng kinh thuyết pháp, dạy học, nói chuyện nhiều. Dẫu không nói chuyện nhiều thì phải dùng cái máy này. Mà Tổ Ấn Quang nói là chia ban, 3 ban hoặc 2 ban, một ban niệm, ban kia ngồi nghe, hoặc 2 ban, ban kia ngồi nghe. Còn cái máy nó có đặc biệt nữa là một ban là cái máy mà mình niệm theo cái máy luôn, chứ không phải là mình ngồi nghe nữa. Có nhiều người ngồi nghe một tiếng đồng hồ, người khác niệm sẽ buồn ngủ chán. Nhưng mà riêng cái máy một ban mà mình niệm theo thì rất sảng khoái. Có cái khác chỗ đó là thời ông Tổ không có máy, ngài mới kêu chia ban. Rồi bây giờ mình lấy cái máy là một cái ban, máy niệm câu mình niệm câu, rất là khỏe. Thay vì mình nghe một tiếng rồi mình niệm một tiếng, thì bây giờ mình nghe với niệm nó trộn lẫn với nhau thì rất là tuyệt. Thì chúng tôi thường niệm Phật, niệm Quan Âm là dùng máy đi kinh hành với ngồi. Cái ngày thứ hai buổi sáng chúng tôi dạy công phu thì gần như là nghe máy và ngậm miệng hít thở chứ không niệm nổi nữa. Quá mệt. Vì sau một cái lễ quá lớn và giảng hai buổi luôn, và buổi tối với lại buổi sáng, cho nên hình ra nó hơi mệt. Mà không những giảng xong rồi mấy thầy hỏi công chuyện Phật tử xuống tiếp nữa chứ đâu phải giảng không đâu. Thì buộc phải dùng máy. Nếu không có máy tự niệm trong tâm khoảng 10-15 phút nửa tiếng là mất liền. Để ý coi, mất liền, tâm lực không đủ sức để kéo dài. Vậy mà máy mình nghe mình niệm trong tâm kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Mà đợt này cũng nhờ Phật Bồ Tát gia hộ, tuy rằng mệt nhưng mà nó vẫn thức dậy sớm được và tu không bị hôn trầm. Chỉ nó mệt thôi chứ nó không có hôn trầm. Nhờ cái máy nó dìu suốt luôn, và nhất là thần chú Đại Bi mà không có máy là thua. Cách gì mà tu được? Không có cách gì mà dùng cái tự thân mình mà trì. Gần như là chúng tôi 2-3 bữa thứ hai và sáng hôm nay thì tụng ra tiếng nổi rồi.
Chứ một ngày thứ hai buổi sáng với buổi chiều là ngồi lắng nghe thôi, chứ học đi kinh hành vòng vòng chứ không không tụng theo nổi, bởi vì quá mệt. Mà khi mình mệt là mình tụng ra trong người mình nó khó chịu, là cái trước chấn thủy mình nó tức tức, người nhói nhói sau lưng nó không sảng khoái, là biết là không không nên tụng ra tiếng. Thì hôm nay giới thiệu cái máy này tặng cho quý thầy, thì chúng tôi mong mỏi rằng quý thầy đeo cái máy này. Trừ những lúc mình vô bếp mình làm, thì có thể là trong bếp mình mở ra một cái câu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát để danh hiệu Bồ Tát gia trì trong thức ăn lúc mình nấu, rồi mình tắt cái máy này đi là chỉ có một tiếng trong bếp thôi. Hôm bữa chúng tôi có nói quý thầy, ở dưới khu chân tu có mấy Phật tử, cô Phương, cô Nga, rồi cô Hường đồ đi xuống dưới đó để phóng sanh, cô phát tâm 15 triệu cái ngày mùng 2 tháng 5 Tây. Thì khi vô trong bếp thấy các cụ nói chuyện nhiều quá, mà trong khi đó là chúng tôi phổ biến là phải nghe niệm theo máy. Là vì mấy các cụ có người có người không, không biết vứt đi đâu rồi. Thứ hai nữa là không mở ra trong lúc rửa chén nấu ăn, cho nên thành ra im lìm quá. Mấy cổ mới nói là sư phụ phổ biến niệm theo máy mà thấy các cụ nói chuyện nhiều quá. Mà thường không có máy niệm mà không nhiếp tâm là nói chuyện liền. Cái tâm nó vọng tưởng, nó bắt mình phải nói. Cho nên hôm nay thầy Thành đó, ông đang chụp phim, chụp hình đó, là lấy cái máy có cái loa ha, mở ngay chỗ làm rau, rửa chén, bếp, hiểu không? Mở ra rồi nhắc nhở mấy anh em vừa nấu ăn vừa niệm, thì cái tâm mình thanh tịnh, và cộng lại với cái danh hiệu của Bồ Tát, và trong tâm mình nó phát khởi lên cái ý niệm mà niệm nữa, bắt đầu nó gia trì vô thức ăn, người ta ăn mới ngon. Còn mà đứng mình nói chuyện tạp nham rồi cái tâm vọng tưởng, thì cái thức ăn nó sẽ không ngon, bảo đảm chắc chắn như vậy. Tất cả thức ăn nó có cái sức cảm ứng và nó có cái sức hấp thụ ở trong đó. Khi mà âm thanh tốt thì nó sẽ là thức ăn ngon. Âm thanh tốt mà không có âm thanh nào bằng âm thanh Phật và âm thanh của Bồ Tát. Điều này dặn để thầy Nhuận Minh cũng nhớ. Lên trên bếp mình nhìn vô là mình thấy là không có âm thanh là mở ra kêu các cụ niệm. Mà mình khuyên người ta niệm như vậy, người ta nhớ, người ta niệm được, công đức mình rất thù thắng. Phật tử ở nhà cũng thế. Riêng trên cái phòng thờ chúng tôi là gạo chúng tôi để mười mấy hũ luôn, để những người nào yếu quá chúng tôi cho để họ nấu cháo, rồi nước đồ chúng tôi để trên đó. Và lúc nào trong phòng cũng có danh hiệu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, một câu khoảng trống một câu để mình niệm theo. Lúc mình làm việc đòn đầu óc mình nghe nó cũng rất là dễ chịu. Chú Đức mà chú cúng dường 600 triệu cộng với lại thầy Kiến cũng cúng dường để mà mua máy đồ làm công việc Phật sự nuôi các cụ á. Thì hôm qua chú gặp chúng tôi và chú đây, chú có vô dự lễ mà chú nghĩ là những cái lễ bình thường thôi. Mà chú vô chú ngồi, chú dự một cái buổi lễ, năm nay mới 28-29 tuổi mà ông kêu nó trang nghiêm thanh tịnh về, nó còn cảm xúc hoan hỷ vô cùng. Mà ông kêu ông làm việc rất căng thẳng, làm việc ở trên YouTube trên máy á, để mở những cái loại nhạc thiền, những cái nhạc cho bên nước ngoài họ làm, họ căng thẳng quá, họ phải nghe để họ mới ngủ được, họ thư giãn đầu óc. Cái đây cũng là một cái phước báu giúp cho người ta thư giãn thần kinh. Mà ông làm quá tải cho nên thành ra đầu óc ông quay cuồng ở trong đó, quá căng thẳng. Thì chúng tôi mới nói bữa nay chú nghiên cứu cái cách là vừa làm trên computer nhưng mà vừa mở danh hiệu Quan Âm ra nghe, cái sức gia trì đặc biệt khác cho coi. Bây giờ chúng tôi cảm nhận được điều này, cái nhiều lúc chúng tôi căng thẳng lắm nhưng mà cái mở danh hiệu Bồ Tát Quan Âm ra mình vừa nghe. Mà có những lúc mà mình thiếu khí lực, mình mệt quá nữa thì tắt luôn và niệm trong tâm. Hôm qua cái chỉ chú á, niệm trong tâm, hít vô bằng mũi, thở ra bằng mũi. Có khi hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng. Mà thường chúng tôi mà mệt là chúng tôi làm 5-60 hơi như vậy. Nằm á, thì thường nó khoảng 3-40 hơi là bắt đầu sảng khoái rồi. Sảng khoái cực kỳ sảng khoái luôn. Nhưng mà phải là thiếu thiệt là thiếu cái hơi thở. Và tâm lực mình bị phóng ra ngoài, thấy nó mất thăng bằng, thì lúc đó niệm danh hiệu Bồ Tát để nó quay vào và hít thở nữa thì tuyệt, tuyệt. Nếu mà lúc đó mà đi nói chuyện nữa thì mệt vô cùng, mệt lắm. Nghe người ta nói mình bị phóng tâm ra ngoài thì càng mệt, mệt vô cùng. Cho nên mấy cái người mà họ khổ đau là biết lý do gì không? Họ đi làm suốt ngày đã mệt rồi, tối về còn coi phim, coi ảnh, cái tâm nó phóng ra ngoài. Cứ coi cái gì ở bên ngoài là nó phóng ra. Còn niệm Phật hít thở là nó quay vô. Cứ nhớ cái nguyên tắc nó như vậy. Hoặc giả là ngồi chơi rồi quýnh cờ rồi nói chuyện bu lu bu la rồi nhìn vô điện thoại nữa rồi ăn nhậu gì đó rồi lên trên giường nằm cái bạch cái bắt đầu sáng ngày mai dậy lừ đừ dậy không nổi, là tâm mất năng lượng, không có sảng khoái để thức dậy buổi sáng. Còn cái giờ của chúng tôi là quy định phải là trước 9 giờ, không thể nào qua 9 giờ mà mình đi ngủ. Mà thường qua 9 giờ là bắt đầu nó khó vô giấc ngủ, mình phải tập như vậy.
Và cái giờ bình minh của chúng tôi là bữa nay 1 đến 2 giờ, không có khi nào khoảng 3 giờ, không có. Bởi vì do mình ngủ sớm, mình biết nuôi dưỡng cái tâm của mình. Thường là lúc 5 giờ chiều là bắt đầu chúng tôi niệm Quan Âm, hít thở dưỡng để cái tâm mình ngủ trước con mắt. Cái tâm nó yên tĩnh thì mình khi vô nhắm mắt là nó ngủ liền. Còn cái tâm mình nó quá loạn động, coi phim, coi ảnh, nói chuyện, điện thoại, nói đủ kiểu hết trơn, thì cái tâm nó quá loạn động, con mắt nhắm lại mà cái tâm không ngủ, cái tâm không chìm giấc ngủ, thì mình sẽ bệnh thần kinh. Lâu ngày gọi là rối loạn tiền đình, ngủ không được thì bị thần kinh. Nhiều lắm, bây giờ ở Sài Gòn, tuổi trẻ bây giờ nó lên game, rồi nó chơi điện thoại đồ, cha mẹ cứ gửi xuống Sài Gòn cho nó học một mình, nó làm gì đó, nó làm đủ kiểu với đó, cho nên thần kinh nhiều quá. Hôm bữa có đứa nhỏ nó bị thần kinh. Học đại học năm thứ hai mà thần kinh lên trên này thì nó dịu, nó đỡ. Nó đỡ một cái là gì? Nó nhớ dưới đó mà nó lao gì dưới đó liền, vô chơi game tiếp ở dưới đó nữa. Ghê chưa? Chứ giờ bị thần kinh nhiều lắm. Khí hậu thì nóng nảy, người thì bực bội, tức tối, sân hận. Gặp những cái cảnh bên ngoài nữa thì giết chết những đứa này. Cái đó là tâm tán loạn, nó làm cho con người này bắn loạn, điên loạn, chết. Mà nếu những người này mà họ chịu niệm Quan Âm qua một thời thần chú đại bi 25 biến là diệu liền, diệu ngay. Nó đặc biệt cái chỗ đó. Bây giờ khi nghe thần chú đại bi mình tụng là cái tâm nó hướng vô, ngộ vậy đó. Cái máy này rất hữu hiệu. Nếu tụng thần chú đại bi với tốc độ bình thường, tâm mệt mỏi, ba biến là coi như bỏ, không cách nào đề khởi được nữa. Thế mà có máy này là 25, 50 ngồi lắng nghe từ từ, cái bắt đầu cái sức gia trì của thần chú gia hộ cho mình, cái sức định nó có từ từ, cái bắt nhịp cái nó vô nó tụng được. Dẫu là mệt. Hay cái chỗ này. Cho nên hôm nay chúng tôi lên tán thán cái máy này và chứng minh công đức cho cổ gia đình thầy Kiến và chú Đức và một số Phật tử phát tâm là cái công đức vô lượng. Nhưng mà mình cho mình phải nói cho họ thấy cái giá trị. Mà khi họ thấy cái giá trị rồi họ mới giữ. Chứ hôm nay chúng tôi lên cho ào ào quý vị về, nhiều lúc người cái tâm người thờ ơ thì họ cũng sẽ thờ ơ, dầu là vật quý giá. Mà cái tâm cung kính thì mình cho họ coi như một cái bánh, họ vẫn nhớ không quên. Hiểu không? Thì đây coi như là hôm nay Phật tử của mình với quý thầy là hỏi thầy Minh là 407, 408. Thì gần như là Phật tử ở bên ngoài vô là những người tới đây cộng tu cũng số lượng ít thôi. Thì gần như là đại chúng thường xuyên của mình là 500 đó. Còn một số các cụ quý thầy ở dưới này đang làm bếp nữa, coi như là đạo tràng mình là thường xuyên hàng ngày là 500. Thêm chủ nhật nữa là hơn 1000, mà lễ lớn như vừa rồi là 2-3 ngàn. Thì cái lượng người quá đông. Khi cái lượng người mà quá đông, nếu mà mình không có cái phương cách cho họ tu á, thì lâu ngày cái đạo tràng này bị xáo trộn. Do cái người không tu đó họ đến họ phá. Vì vậy tổ sư Ấn Quang đạo tràng này là đúng 20 người, vãng sanh một người mới cho người khác vô. Kinh khủng chưa? Nhưng mà bây giờ đây là lượng người họ về quá đông, mà họ thuê nhà bên ngoài mình không cho vô cũng không được. Thì bây giờ phải chỉ cho họ cái cách để họ niệm Phật theo máy. Mà lắng nghe cho kỹ này. Mình chưa niệm máy quen, và có những lúc khi mình nghe máy nó hơi căng. Căng nghĩa là nó ngán chán chán, và nó nghe nhưng mà vọng tưởng mạnh, nó vẫn không có nhập được cái danh hiệu trong máy mà mình niệm được. Thì lúc đó mình tắt, bắt đầu mình tự niệm cho nó thiếu, nó thấy thích, rồi bắt đầu mình mở ra, đảo qua đảo lại, làm sao để cho giữa cái tự niệm là từng chữ từng câu, hoặc giả là niệm một nhịp hai chữ Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, hoặc Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm làm sao trong tâm với trong máy nó khế hợp, mà đừng để cho nó ngán. Không thể dùng một cách nghe máy suốt ngày mà nó chịu, nên nhớ, cũng không thể dùng một cách được. Nhưng mà mình uyển chuyển làm sao đó. Có những lúc chúng tôi buổi sáng thức dậy niệm tự niệm thì khoảng nửa tiếng đến một tiếng là bắt đầu là nó hết vô nổi rồi. Cái não mình không có đề khởi được nữa, thì mở máy ra sảng khoái cực kỳ. Mà có bữa mở máy suốt 3-4 tiếng, 5-7 tiếng thì bắt đầu nó hơi ngán cái thần kinh. Bởi vì mình không quen, cho nên tắt cái máy tự niệm trong tâm. Nó phải đổi qua đổi lại, cho nên tổ Ấn Quang nó không thể dùng một cách mà nhập vô tâm muội được. Bây giờ chúng tôi nghe Ngài nói rồi, bắt đầu chúng tôi cũng áp dụng, thấy nó là như thế. Không à? Cái máy đợt này rất là gọn. Rất là gọn. Gọn mà nó được con cái đó là pin sạc rất là lâu. Nghe nha.
Thường thường cái máy là chúng tôi thâu gắn liền, không có ngắt khoảng. Nếu mà ngắt khoảng là khi khi cái hơi thở trong máy và mình ngưng lại, mình hít thở là nó không có khớp với nhau, là mình bị tán loạn. Mình đang tụng cái trong máy nó ngắt khoảng, cái tự nhiên mình bị phân tâm liền. Cho nên chúng tôi tụng 5 hơi mà kéo sát lại nó thành 1 hơi. Có nhiều Phật tử nói con tụng theo thầy không nổi. Hỏi sao vậy? Thầy 1 hơi thì tụng hết bài đại bi, con tụng không hết nổi con bỏ. Chúng ta không phải, cái này là 5-7 hơi nhưng mà kéo sát nó lại lúc mình xử lý cái file MP3 này nè. Rồi để một lần nó chạy liên tục để mình không bị phân tâm. Nhưng mà riêng mình có thể mình ngưng, mình hít mấy hơi tùy theo mình. Nhưng mà cái hơi mình hít vô sâu mà mình tụng càng dài thì cái tâm nó nhiếp hơn là mình hít hơi ngắn. Nhưng mà không phải lúc nào cũng hít được dài như vậy đâu, tùy theo uyển chuyển, đừng cho nó mệt, đừng cho nó ngán. Nhớ hai cái là đừng cho mệt và đừng cho ngán thì cái pháp này nó phải giữ hoài được. Nên nhớ chỗ này, câu niệm Phật mà nó ngán, nó mệt rồi là bỏ. Cái nguyên tắc là đừng cho mệt, đừng cho ngán. Muốn như vậy thì phải thay đổi làm sao đó để cho nó sảng khoái. Nhưng mà khi mình mở lớn quá, nữa như vậy lớn quá là mình nghe cái tiếng to quá trong máy á, là mình không nghe tiếng mình thì nó cũng sẽ mệt nè. Hôm bữa chúng tôi lên trên này thấy buổi tối mở quá lớn. Thì khi lớn quá thì cái âm thanh nó sẽ vào trong đầu mình, và cái âm thanh của mình phát ra không bằng cái âm thanh trong máy thì nó sẽ ngán liền. Vừa thôi. Khi mà mình tập trung, mình không bị vọng tưởng mà mình tụng một chập, bắt đầu cái hơi mình nó dài là do cái sức định của mình nó có. Cho Ấn Tổ nói là cái sức định của người kém sáng họ niệm 10 hơi, có những hơi 3 câu, 5 câu. Cái sức định người sâu họ hít một hơi họ niệm 10 mấy câu cũng có, tùy theo cái sức định và cái hơi dài hay ngắn. Mà cái sức định sâu thì cái hơi dài và họ niệm được nhiều, còn cái sức định ngắn thì họ niệm được ít, một hơi được 3-4 câu, tùy thuộc vào tâm lực. Rồi, vậy là giới thiệu cái máy đó rồi ha. Còn một món nữa là hôm bữa có một cô ở dưới Cà Mau có kêu chúng tôi là cô phát tâm in thần chú Đại Bi để mang theo mỗi lúc mỗi nơi. Cô nói vậy thôi. Hỏi vì sao cô lại phát tâm như vậy. Cô nói từ khi con bất an, con có muốn tự tử chết hoài, cuối cùng con không biết làm sao hết, rồi con mới lấy thần chú Đại Bi con bỏ vô giỏ của con, rồi con ngủ con thấy nó yên yên. Rồi con nghe thầy giảng là tụng, con tụng theo, rồi con hết cái tâm muốn tự tử, cái tâm con an vui quá. Là hai phần, một phần con tụng. Mà khi con không tụng thì con mang theo, con bỏ vô giỏ con thì con thấy nó yên ổn. Thần chú ở đâu là có Phật lực gia trì ở đó, Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn gia hộ, cho nên con cúng 2 triệu để cho thầy làm. Rồi cuối cùng chúng tôi từ cái cô đó đó, cô nói cái điều đó, bắt đầu chúng tôi bắt nhịp. Và nói cô Nhã Uyên và thầy Tánh làm thần chú Đại Bi in rất là đẹp, để bên trong này vải màu vàng, có bịch ni lông bọc lại để khỏi nước thấm, và bỏ trong cái bịch này đeo rất là yên ổn. Có thể mình vô nhà vệ sinh mình nhớ mình cởi ra, còn mình lỡ quên cũng không đến nỗi, nhưng mà phải nhớ để cởi ra. Thì thần chú ở chỗ nào thì trong câu thần chú này sẽ phát quang ra. Thần chú gia hộ, thường bên mật tông có một số các vị họ cho những câu thần chú cho người đó đeo, mà người đó không tụng thì cái sức gia trì nó cũng không có bằng là cái thần chú đó mình tụng mà mình đeo. Cái cô đó ở dưới Cà Mau cô nói hay lắm. Cô nói cái lúc con không tụng con đeo, con nghĩ là thần chú đang ở bên người con. Mà khi con tụng nữa đó thì con thấy nó rất an vui, mà con quên tụng thì con thấy thần chú bên người con. Mà khi mình nghĩ đến thần chú là cái tâm lực mình nó có một cái tâm thanh tịnh và có cái sự cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Cái này thực sự nó thuộc cái phạm trù gọi rằng là cảm ứng màu nhiệm, chứ không phải mê tín dị đoan.
đó là cái túi này thì có một ít người không có thì vài bữa sẽ làm nữa tặng cho quý vị. Hôm nay cái cuốn sách Thọ Khan Bảo Giám, chú Đức này chú in mấy ngàn bộ, và Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, An Sĩ Toàn Thư in xong mang lên, ông bỏ 2 tỷ ông in. Thì chúng tôi thấy cái tâm của chú này còn trẻ, mới có 29, 28, 29 tuổi mà phát tâm làm công việc Phật sự quá lớn, cho nên cảm được cái tâm của chúng tôi. Và từ khi chú gặp chúng tôi cũng hơn một tháng, đến hôm nay mới đủ nhân viên kinh sách lên, và chúng tôi mới ngồi đây để mà phổ biến tặng cho quý thầy, để nói như cái máy này để mình thấy nó giá trị. Giờ nói nè, Tổ sư Ấn Quang nói là Thọ Khan Bảo Giám là một bộ sách gọi rằng là tối thượng thiện thư, giúp cho người đó kéo dài thọ mạng, ban cho người đó một cái ân phước, đó là thọ mạng kéo dài, tâm được thanh tịnh, không bị nhơ bẩn. Nội dung sách này nói gì? Nói về cái việc ngăn chặn tình dục, ngăn chặn dâm dục, dầu là giữa vợ chồng cũng phải biết tiết chế thì thọ mạng mới kéo dài, bộ sách này. Và chú cảm được bộ sách này lúc chú còn trẻ, 3-4 năm về trước chú đọc cuốn sách này, hay quá, chú thích quá. Và chú đọc 5-7 lần thì chú giữ được 1 năm, 1 năm. Mà thường tuổi trẻ mà Tổ sư Ấn Quang nói là bắt đầu từ 15-17 tuổi họ coi phim ảnh, hoặc giả là cha mẹ của họ không biểu pháp là mẹ phải ngủ với đứa con gái, hoặc giả là mẹ phải ngủ đứa con trai út, rồi cha phải ngủ với đứa con trai lớn. Còn không là hai vợ chồng không có con là phải ngủ phòng riêng để mình biết tiết chế. Chứ còn khi có con lên rồi mà hai vợ chồng vẫn ngủ phòng chung thì những đứa con nó suy nghĩ cha mẹ mình làm gì trong đó. Dẫu cho hai người đó thanh tịnh, biết kiên giữ, nó cũng phải suy nghĩ. Thì ý niệm này nhen nhúng trong tâm thức nó, cho nên Tổ sư Ấn Quang mới nói có con là mình phải ngủ chia cha mẹ ra ngủ với con, không được ngủ chung. Ồ, thì cái ý niệm nhen nhúng trong tâm thức của nó thì bắt đầu nó đòi hỏi, nó tìm tòi, nó suy nghĩ, nó kiếm tìm. Vì bản chất của nó khi vào trong bụng mình là cũng mang tâm ái nhiễm, mình đang ân ái cha mẹ, ân ái nó chui vào trong đó. Thì cái gốc của ân ái đó là sanh tử luân hồi thì nó đã có sẵn trong tâm rồi, cho nên thành ra lớn lên nó phát triển là chuyện tự nhiên. Mà không cho phát triển nó chịu không nổi, không cách nào nó chịu nổi. Bởi vì trong tâm có sẵn mà bên ngoài để mà kích động vào thì không bao giờ nó giữ được. Thì Ấn Tổ nói 10 đứa, hết 9 đứa là thủ dâm làm tàn hại đời mình. Cho nên bộ sách này, chút nữa thầy Minh sẽ đọc cái đoạn mà Ấn Tổ nói là không những trẻ đọc mà già cũng phải đọc. Khi mà đọc thì nó thông cái lý, mà ngộ cái lý. Mà khi mình ngộ cái lý được rồi, như là chú Đức á, ông giữ được 1 năm, thì ông hỏi vì sao con không giữ được nữa, thì chúng tôi mới nói là lý do giữ không được là chỉ học cái lý và không có hành cái sự. Nếu mà học cái lý mà để mà đốn phá được cái tâm ái dục, tâm sân giận, sân tâm si mê á, thì bậc này là phải thượng căn thượng trí. Còn bậc trung hạ như chúng ta mà hiểu lý mà không có hành cái sự, tức là phải niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi và dụng công tu hành, ăn năn sám hối á, thì không có cái sự này thì một thời gian là mất liền, như chú Đức mất. Hỏi cái lúc mà chú giữ được 1 năm thì cái cảm giác chú làm sao? Nói là khỏe, cực kỳ khỏe. Thân thể khỏe, tinh thần sảng khoái, làm việc không mệt mỏi, bị không tốn tinh lực mà. Nhưng mà có một số những người họ nghe qua rồi thì tánh nào vẫn tật đó là do cái cách dụng công, và họ không ngộ được cái lý trong này, cho nên thành ra họ vẫn cứ tiếp tục họ thủ dâm, họ phạm. Những người mà được căn tánh mà sâu dày đó, mà không e dè, mà không có sách đó, thì vẫn phạm như thường. Ấn Tổ nó vẫn phạm, không giữ nổi. Vì đây là cái nghiệp lực nó lôi cuốn mình vào trong cõi này, mà không có cái tâm ái này thì không phải là con người. Vì mình sanh ra là do ái dục, cho nên thành ra cái giới tà dâm này thực sự là khó giữ dễ phạm, khó giữ dễ phạm. Đây, bộ sách này là bộ sách ban ân huệ để thọ mạng cho bọn trẻ và những người già luôn. Giá trị cực kỳ. Hôm nay chúng tôi đưa cho quý thầy quý chú là có thể coi sơ sài vài trang rồi vứt bỏ. Chúng tôi nhớ thầy Tánh lúc trước mà thầy đọc vô cuốn sách này 2-3 lần là thầy nói thầy nổi cái gai ốc lắm. Thầy sợ quá, sợ điếng hồn. Những người này có căn lành. Nếu bọn phàm phu mình không có sách thánh hiền để mà đọc thì 3 ngày không đọc sách là gì?
tâm bồ đề thối chuyển, rồi tâm ái dục, tâm sân hận, tâm si mê nổi đầy lên hết, rồi phá hoại toàn bộ công đức trong tâm mình, rồi phá hoại người bên ngoài nữa. Chứ đâu phải phá hại mình không đâu. Nó nổi sân lên rồi làm sùm hết trơn, rồi nói xấu nói tốt, rồi khoe khoang, rồi chửi tục chửi thề, rồi ở trong tâm bảo, rồi bắt đầu nghĩ sằng nghĩ bậy lên, thì tự họ phá nát hết cái rừng công đức của chính mình và làm cho người khác đau khổ, làm rối loạn hết trơn. Thấy có nguy hại nữa chưa? Cho nên Ấn Tổ nói cái bọn trẻ mà bây giờ nó lớn lên mà nó ăn chơi chát tán, mà nó quậy nó phá là do những người mẹ không biết tiết dục mà ra, không biết dạy dỗ con mà ra. Đó là những nói những cái đứa mà coi như là nó không có học thức. Còn những cái đứa mà có học thức thì nó phá theo kiểu học thức. Bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, nhưng mà gì? Có trình độ, có tri thức, nhưng mà tâm nó vẫn là tâm gì? Tâm ác. Tâm không thương người, không thương vật, không cứu người, không giúp vật, không giúp vật, không cứu người. Nó chỉ lợi lạc cho họ thôi, cùng lắm là vợ con thôi, chứ còn người bên ngoài họ không biết đến và có thể họ di hại nữa. Thì cũng từ cha mẹ mà sanh ra. Mà lý do gì cha mẹ sanh ra những người đó là không gặp sách thánh hiền. Không gặp sách thánh hiền. Dẫu gặp sách thánh hiền, người ta giới thiệu cho mình tay này lọt qua tay kia, bỏ, lo chạy bằng ăn kiếm tiền kiếm bạc. Đáng lẽ mình quy y rồi đến ngày rằm tháng tư, ngày lễ lớn, hoặc giả là mình coi như là Phật tử, thì mình về thắp nhang, thắp hương, đúng không? Không. Tính công việc mất à? Tính công việc mất, đi công việc mất à? Những rằm lớn, những cái ngày mà gọi rằng là vía của Phật, là mình phải có mặt ở chùa, gọi là đệ tử Phật. Mình kêu ô trong tâm được rồi, còn gì hình thức. Nói kiểu này là nói chấp lý phế sự. Tâm thanh tịnh là đạo tràng, ở đâu cũng đạo tràng. Nói cái đó là các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, Bồ Tát đăng địa. Còn mình là phàm phu không thể nói vậy được. Phải có xử lý viên dung. Lẽ lượt là phải về chùa. Không những là buộc phải về chùa Quan Âm, mà chùa nào gần đó mình phải về, mình thắp Phật, hém nhang, hoặc làm sao đó chứ. Đó. Thì những cái bộ sách này, những người già cả không thấy đường, đúng không ạ? Thì chúng tôi từ từ sẽ làm cái máy để thầy Tánh hay thầy Minh rảnh sẽ đọc ra quý vị nghe. Cái nghe nó tác dụng rất hay. Hôm qua chú Đức, chú đi trên xe phóng sanh chúng tôi, chú nói là bây giờ chú chuẩn bị làm chánh biên, tam biên và tục biên, ba bộ sách dày đó, chúng tôi bỏ 4-5 tỷ để in đó. Thì chú nói là con định làm cho hoàn chỉnh lại nữa được không? Thì chúng tôi nói thì chú phát tâm thì cũng tốt, nhưng mà mình qua sách điện tử đi, vô máy, toàn bộ đó mình vô trong một cái máy. Thế dự sách mình in 1 triệu ba bộ đó đi, hơn 1 triệu đó, thì cái máy nó bao nhiêu? Như cái máy này bao nhiêu? Chỉ có 100 mấy, gần 200 ngàn. Cái máy đỏ có 100 ngàn, mà chứa được bao nhiêu cuốn sách, biết bao nhiêu là cuốn sách, mà Phật tử hoan hỷ. Bây giờ mà đưa sách một số các cụ già, chứ người làm biến đọc là không dám nhận cho coi, mà máy là phát bao nhiêu cũng hết. Chú nói đúng rồi, con lên Facebook mà 2000 cái là hết liền, ta xin hết liền. Cho nên thành ra cái máy rất là đắc lực và đọc để trong đó. Cho nên hôm nay phát sách này, nếu mà các cụ nào đọc không được, đừng có mang về cất và cất trên gác cao. Ổn tội đó. Sách là phải đọc, chứ nếu mà cất trên gác cao không đưa người khác đọc là mang tội. Còn nếu mình đọc được, hoặc giả mình biết con cháu mình có thể đọc là mình nhận luôn, mang về. Còn nếu mà mình đọc không được, mình nhận, mình để ở đó mang tội. Nhưng mà ráng đọc, một ngày vài trang cũng được, vài trang cũng được. Thì ba cái bộ sách này hôm nay chúng tôi lên giới thiệu là do cái công sức mà chú làm đồng tiền mồ hôi nước mắt, mà rất căng thẳng, chú phát tâm chú in chung với thầy Kiến. Thầy bán đất bán đồ gì đó, thầy phát tâm thầy làm. Thì hôm nay chúng tôi gọi là tùy hỷ lên tán thán công đức của một số quý Phật tử và những người phát tâm để cúng dường, để cho quý thầy quý chú thấy cái giá trị của cái bộ sách này. Mà tổ sư Ấn Quang nhắc đi nhắc lại trong lá thư, nói tôi gửi cho ông bộ Thọ Khang Bảo Giám nè, bộ An Sĩ Toàn Thư nè, tôi gửi cho ông một bộ coi như là Cảm Ứng Thiên nè, bộ Gia Ngôn Lục nè, làm một gói, tôi gửi thêm cho ông 5 gói nữa, ông cho người hàng xóm. Cái đó khi mà những người đọc vô thấy bình thường, đúng không? Nhưng mà chúng tôi đọc vô thấy phi thường, là Ngài giúp cho người đó thông cái lý chứ. Thử thí dụ ông chú Pháp hoặc một số mấy anh em thử coi, đọc vô thử coi, rồi từ từ mình thấy cái tâm mình nó chuyển biến làm sao, thách thánh hiền chuyển cái tâm phàm phu làm sao, sách thánh phải chuyển cái tâm phàm làm sao, mình thấy nó tuyệt, rất tuyệt. Rồi từ khi đó mình thâm nhập, rồi bắt đầu mình đi nói cho những người khác. Thì khi nói cho người khác, rồi người khác nói cho người khác, người khác nói cho người khác nữa. Như hôm nay 500 người rồi về họ đọc, rồi họ nói cho người khác nữa. Thì cái người nói thứ nhất
là được 500 phần, mấy triệu phần công đức khi nó lan truyền như vậy. Gọi là thiện nghiệp nó cũng có cái sự biến chuyển trong đó, tăng thượng duyên trong đó, hiểu không? Hâm mộ hoằng pháp, lưu truyền Phật pháp, chúng sanh ở cõi đời mới bớt khổ. Thì bây giờ cái cuốn sách Thọ Khan Bảo Giám này nói cái gì? Và Tổ sư Ân Quang có giới thiệu trong này, thì thầy Minh đọc một đoạn này để cho đại chúng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức và toàn thể đại chúng cũng như là quý liên hữu đang xem trực tiếp online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. 10 điều cung kính khi đọc sách của Tổ sư Ấn Quang. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hễ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiện bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính, có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính, thì chỉ kết được cái duyên xa, khó được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhờn sẽ mắc tội vô lượng. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính, như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết, khen ngợi tác giả, vận tâm cứu thế, vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay, súc miệng, đặt sách lên bàn sạch, trong gian phòng sạch sẽ rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hãy ngộ nhập được một câu, một chữ đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp văn làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ, tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diễn nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Thọ Khan Bảo Giám, giảng giải Đại sư Ấn Quang, việt dịch Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Hãy nên lấy Thọ Khan Bảo Giám làm sách giữ gìn tánh mạng cho con em đã hiểu chuyện đời. Chẳng những thanh niên phải nên xem, ngay cả người già cũng nên đọc. Muốn con em được trường thọ, phải hoàn toàn cậy vào người cao tuổi thường nói đến chuyện họ phước. Đôi lời bày tỏ, bộ sách này rất cần thiết cho giới trẻ hiện thời. Bởi đời sau chẳng những đạo luật của quốc gia
không hề đề cập đến, ngay cả cha mẹ đối với con cái của mình cũng không giảng nói đạo lý giới dâm, bảo toàn sanh mạng, khiến cho rất nhiều thanh thiếu niên bởi vì vô tri tham dâm mà đoạn mất đi tánh mạng quý giá, quả thật đáng buồn. Hy vọng khi mọi người gặp được quyển sách này, đọc tỉ mỉ cũng như triển khai lưu thông, thường xuyên cảnh tỉnh bản thân và khuyên bảo những người xung quanh mình, nếu như không mang những đạo lý này nhắc nhở người đời, tức thời lỡ mất công từ bi cứu độ của Phật Như Lai vậy. Lời mở đầu: con người từ sắc dục mà sanh, cho nên tập khí này đặc biệt sâu đậm, hễ không kiên dè cẩn thận, phần nhiều sẽ đến nỗi chết vì sắc dục. Các bậc thánh vương thời cổ vì yêu thương dân, cho nên đối với chuyện vợ chồng ân ái chẳng tiếc công, sai quan truyền lệnh dùng linh gỗ đi khắp các nẻo đường, ngõ hầu người dân khỏi phải sầu lo vì trót lầm lẫn mà mất đi tánh mạng. Lòng từ ái ấy đúng là khôn xiết, cho đến đời sau không chỉ chánh lệnh của nước nhà chẳng còn nhắc đến, ngay cả cha mẹ cũng chẳng bảo ban con cái, đến nỗi đại đa số thiếu niên do lầm lạc mà mất đi tánh mạng, đáng buồn quá sức. Bất Huệ sống trên cõi đời mấy chục năm, thấy nghe khá nhiều khôn ngăn bi thương, do vậy Uyên Mộ in cuốn sách này để mong những người cùng hàng đều được sống lâu mạnh khỏe, mong sao những người có được cuốn sách này ai nấy đều đọc kỹ, xoay vần lưu thông, đừng để phí tâm tư tiền tài mà trọn chẳng được mảy may lợi ích thật sự nào, thì may mắn lắm thay. Đề tựa sách Thọ Khang Bảo Giám: chẳng có ai không muốn trường thọ, mạnh khỏe yên ổn, con cháu đông đảo, công nghiệp lẫy lừng, vận may đưa tới. Cũng không có ai muốn bị đoạn mạng, chết yểu, bệnh tật, con cháu tuyệt diệt, gia đạo suy đồi, hung thần ngự đến. Đấy là niềm mong ước thường tình của con người trong khắp cõi đời. Dẫu là đứa trẻ mới cao ba thước, không ai là chẳng mong muốn như vậy. Dẫu là kẻ chí ngu cũng hoàn toàn chẳng vui mừng vì bị tai họa, chán phước, ghét lành. Nhưng kẻ hiếu sắc tham dâm thì những điều tâm họ mong mỏi và những chuyện thân họ làm đích thực là trái nghịch nhau. Rốt cuộc đến nỗi chuyện chẳng mong muốn lại bị, chuyện mong muốn không có cách nào đạt được, chẳng đáng buồn ư? Khoan hãy nói đến những kẻ buông tuồng nơi hoa nơi liễu, chỉ mong mỏi chuyện ấy. Ngay trong vòng vợ chồng nếu cứ tham đắm, ắt sẽ bị tán thân mất mạng. Cũng có kẻ chẳng quá mức tham đắm, nhưng do không biết kiên kỵ. Những chuyện kiên kỵ được ghi đầy đủ ở phần sau cuốn sách, cho nên ở đây tôi không ghi rõ, cứ mạo muội theo đuổi đến nỗi bị tử vong, thật quá đáng thương. Vì thế Tiền Hiền soạn sách Bất Khả Lục thuật rõ cặn kẽ mối hại sắc dục, sưu tập những câu cách ngôn khuyên răng kiên dâm bớt dục, những câu chuyện chứng tỏ phước thiện họa dâm, phương pháp trì giới như ngày tháng, những lúc, những nơi chốn, những người, những việc nên kiên kỳ, chẳng ngại phiền phức, đều được trình bày cặn kẽ, ngõ hầu người đọc biết phải nên kiên dè những gì. Tâm giác thế cứu dân ấy có thể nói là khẩn thiết, châu đáo, thiết tha hết mực. Ấn Quang lại tăng đính sách ấy, đặt tên là Thọ Khang Bảo Giám và Uyên Mộ để in ra, hòng lưu truyền rộng rãi, là vì có nỗi đau lòng chẳng thể chịu được. Một đệ tử của Quang là La Tế Đồng, người Tứ Xuyên, 46 tuổi, có thuyền buôn ở Thượng Hải, tánh tình khá trung hậu, tin sâu Phật Pháp. Cùng với nhóm ông Quang, Quýnh Chi, v.v., đồng sáng lập Tịnh Nghiệp Xã trong những năm Dân Quốc 12-13, 1923-1924,
thường muốn đến núi Phổ Đà quy y, do bận việc nên chưa được thỏa nguyện. Năm Dân Quốc 14 1925, ông ta mắc bệnh cổ trướng mấy tháng, tình thế cực nguy hiểm, chữa thuốc Tàu, thuốc Tây đều vô hiệu. Đến ngày 14 tháng 8, thanh toán tiền thuốc, vì số tiền quá lớn liền bực mình nói, từ đây dù có chết, ta cũng không uống thuốc nữa. Bà vợ bèn đối trước Phật cầu đảo khẩn thiết, nguyện suốt đời ăn chay niệm Phật, cầu cho chồng được lành bệnh. Ngay trưa hôm ấy, bệnh liền chuyển biến, đi tiêu xả ào ạt nước ứ ra, không thuốc gì mà hết bệnh. Cuối tháng 8, quan đến đất thân Thượng Hải, ngụ tại chùa Thái Bình. Ngày mồng 2 tháng 9 đến Tịnh Nghiệp xã, họp mặt cùng ông Quan Quýnh Chi, ông Tế Đồng cũng có mặt. Tuy thân thể chưa hoàn toàn khỏe hẳn, nhưng khí sắc thuần tịnh, tươi tắn không ai bằng. Gặp quan, ông ta vui mừng thưa, sư phụ đến rồi, con xin quy y tại đất thân, chẳng cần phải lên núi nữa. Ông ta chọn ngày mồng 8, cùng vợ đến chùa Thái Bình, cùng thọ tam quy ngũ giới, lại thỉnh các cư sĩ Trình Tuyết Lâu, Quang Quýnh Chi, Đinh Quế Tiêu, Âu Dương Thạch Chi, Từ Trĩ Liên, Nhậm Tâm Bạch vân vân, bồi tiếp quan dùng cơm. Ngày mồng 10 lại mời quan đến nhà dùng cơm và nói, sư phụ chính là cha mẹ của bọn đệ tử, bọn đệ tử chính là con cái của sư phụ. Quan nói, cha mẹ chỉ lo khi con bệnh, nay bệnh ông tuy khá nhưng chưa bình phục, hãy nên thận trọng. Tiếc là chưa nói rõ chuyện phải thận trọng, chính là chuyện phòng sự ân ái. Đến hôm cuối tháng tại Công Đức Lâm, mở hội cảm hóa nhà tù, ông ta cũng dự hội. Buổi hội giải tán xong, có mười mấy người giữ quan lại dùng cơm, ông ta vừa mới đến, bèn cùng người trong coi sổ sách trao đổi mấy câu rồi đi, sắc mặt giống hệt như người chết. Quan biết là do ông ta phạm phải phòng sự mà ra. Rất hối tiếc lúc đó chị nói, cha mẹ chỉ lo khi con bệnh, chưa từng nói rõ duyên do đến nỗi ông ta lại bị nguy ngập. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy Minh vừa đọc qua 10 điều cung kính khi đọc sách. Cái này là của tổ sư Ấn Quang. Khi đọc xong một bộ sách phải nghĩ ra cái cách để mà lưu thông và tập hợp chúng lại và khuyến khích để lưu thông, và có thể chuyển qua sách điện tử bằng cách mình đọc ra để cho những người không biết chữ để họ nghe, tìm mọi cách để mình lưu thông. Và mình học rồi mình thực hành, rồi bắt đầu mình dạy lại những người họ đủ duyên với mình. Thì công đức này gọi là pháp thí thắng hơn mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, mà ái diệt hết khổ đau. Cái câu này trong kinh Phật mà mình nghe mình bỏ ngoài tai, cho nên nó không có tác dụng để mà mình tu hành, để mà mình hưởng thụ Phật Pháp. Ông La Tế Đồng này coi như là Ngài vì thương ông quá, cho nên Ngài mới làm ra và sưu tầm và để cho in lưu thông cái cuốn sách Thọ Khang Bảo Giám này để cứu dân. Chúng tôi có biết một gia đình. Gia đình cô này có vô trong này một hai lần. Hai vợ chồng Hải Vân chung cái nhóm hương nguyện của cô Nga ở thủ đô Hà Nội. Thì khi mà cô nghe chúng tôi nhắc đến cái bộ sách này, và cô nghe chúng tôi giảng về bảo thân tiết dục của tổ sư Ấn Quang, thì hai vợ chồng bắt đầu ngủ riêng, không ngủ chung phòng nữa. Thì người mẹ là vợ đó là ngủ với đứa con trai nhỏ, người chồng là ngủ đứa con trai lớn. Không có nói gì cái bộ sách này cả mà bắt đầu thực hành. Cho nên Tổ Ấn Quang nói dùng thân để giáo hóa thì con cái người khác thuận theo. Còn nếu mà thân mình không giáo hóa mà mình nói cho họ đó, thì dùng cái lời nói để giáo hóa thì nó có cái sự tranh cãi. Thì hai vợ chồng bắt đầu ngủ riêng phòng và chia ra ngủ với con cái. Thì đứa trai lớn nó học 12 hay vô đại học gì đó, mà khi mà nó đi lên nó học, nó gặp những bạn gái là nó khởi cái gì, cái niệm dâm nó khởi liên tục,
Không khi nào nó khống chế được, không cách nào nó khống chế được. Nhưng mà không về nó không dám nói. Và từ khi bắt đầu hai vợ chồng ngủ riêng thì bắt đầu nó để ý, nó suy nghĩ. Và cuối cùng nó hỏi là bố mẹ ngủ riêng đến bữa nay bao lâu rồi? Kêu hơn năm. Nghe nó ngạc nhiên, nó rất ngạc nhiên. Mà hai vợ chồng này cũng không có, không phải là lớn tuổi lắm, khoảng ba mấy, bốn mươi, bốn mấy trở lại, không có đến năm mươi đâu. Thì khi nó nghe như vậy rồi, bắt đầu cái phước của hai vợ chồng mà tiết dục đó, giữ được cái giới này đó, thì động chạm vào tâm thức nó thì nó liền biến mất ý niệm là tuổi trẻ 18-20 mà, liền biến mất ý niệm là nghĩ đến phụ nữ và suy nghĩ đến cái chuyện hành dâm, mất liền. Ghê. Gia đình có vô nói chuyện với chúng tôi. Thì đó là họ hành trì, họ nghe rồi họ hành trì, rồi ảnh hưởng đến người khác. Ở đây là cha mẹ nên lưu tâm, nên ngủ phòng riêng. Mà Ấn Tổ nói ngủ phòng riêng, vợ ngủ một phòng, chồng ngủ một phòng, hay ngủ với con cái, là mình đem cái hơi ấm của mình đem cái sự dạy dỗ của mình gần gũi nó, thì lớn lên nó có cái sự thân thiết với mình. Mà Tổ sư Ấn Quang gọi là thiện túc, ngủ một mình gọi là thiện túc. Túc là ngủ, ngủ để trở thành con người thánh thiện, ngủ để cho tâm thức mình trở thành thánh thiện, thì người này gọi là ngủ một mình là thiện túc, ngủ hai mình là ác túc. Hả? Thì thiện với ác là do tự nơi cái chữ sinh hoạt của mình. Thực sự chưa khi nào chúng tôi có cái cảm xúc mà nói những cái điều này như ngày hôm nay giữa đại chúng. Nếu thực sự nếu mà thầy Minh hoặc chúng tôi và các thầy mà chứng A-la-hán tư hoặc tham sân si mạn nghi, là tham về tài sắc danh thực thì mà ngũ dục á, tối chúng tôi nói với thầy Phiên á, tài sắc danh thực thì nó đều bổ túc cho cái tình dục này hết. Nếu mà mình ăn tiết chế mà mình ngủ nhiều cũng bị dính, nếu ngủ tiết chế mà ăn nhiều quá cũng bị dính. Tiền nó cũng là cơ hội để nó đi đến cái chuyện mình sắc dục, tình dục, ngũ dục là nó hỗ trợ cho nhau hết trong đó. Nếu mà anh em mình chứng A-la-hán rồi, mà khi chứng A-la-hán thì người ta phải có ngũ thông, lục thông. Mình đâu có cái thông nào đâu là mình biết chưa chứng cái gì cả. Mà nếu chứng A-la-hán như thầy Minh chứng A-la-hán thì khỏi khỏi bàn, cho thầy đi ra ngoài muốn làm gì làm đi. Được, không sao, ông chứng A-la-hán rồi. Nhưng mà chưa chứng A-la-hán phải dè dặt kinh sợ như đang đi trên băng mỏng hoặc sát vực sâu. Đừng có giỡn ngươi, gần bực thì đen, gần lửa thì cháy à. Cái câu này chúng tôi nhớ sâu sắc vô cùng. Vì mình chưa chứng cho nên thành ra cái chủng tử ái dục nó chưa có hết. Nó len lỏi cho lúc đó nó phạm. Đỡ không kịp. Bây giờ phải bằng cách nào? Niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Ngài có cái nguyện là ai nhiều tham dục, tham ái, niệm danh hiệu Ngài là nhanh biến mất, sân hận và si mê cũng thế. Ấn Tổ hay nhắc trong băng sao. Thì có cái câu chuyện chúng tôi kể chưa có đại chúng, mà chắc là chú Châu bây giờ nghe nói Thọ Tỳ Kheo hay là xuất gia rồi, nếu mà thầy có nghe chắc là thầy cũng hoan hỷ. Bây giờ cái biểu pháp của thầy quá hay. Cái lúc thầy với lại chú Đăng xin về nhà thăm nhà, đi hai người là chúng tôi cho nên hôm nay chúng tôi nói điều này ra là phải nên đi hai người ra ngoài. Đi một người thì dễ phạm vào ác túc. Nếu mà hai người là sẽ hai người nam ngủ chung với nhau là thiện túc. Mà nếu mà hai người nam mà BD thì cũng vẫn là ác túc. Mình phải lý luận nó sâu như thế. Rồi đi về nhà. Về nhà thì chú Đăng ở một nhà, ông ở nhà. Mà về cũng không có điện thoại, mà mượn điện thoại mẹ gọi mấy người bạn gái lúc trước, rồi không biết cô bạn nào đó gọi xong cái hẹn nhau ra quán cà phê ngồi chơi, uống nước cà phê đồ này nọ xong. Nói qua nói lại gì đó cái bắt đầu cô này nói thôi đi mua quần áo đi vô khách sạn nha. Kêu ừ, chấp nhận luôn. Tự nhiên lúc đó làm sao không biết chúng tôi, cô này trong cái quá trình cô đi mua quần áo cho chú là người đời mới đi vô khách sạn được chứ, mặc đâu tu sao vô. Thì cuối cùng cái là chúng tôi tự nhiên tình cờ điện xuống, điện thăm thôi chứ mình cũng có thần thông thấy ông đang làm gì dưới đó. Tự nhiên điện xuống cái ông hơi quớ, ông kêu đang ở đâu. Làm giống như là mình biết rõ mà đâu biết gì đâu. Thường thì chúng tôi hay gọi là đang ở đâu à. Mấy thầy đang đi công chuyện gì là cái miệng chúng tôi là cái câu hỏi đầu tiên là đang ở đâu. Cái ông kêu dạ đang ở quán cà phê. Ông nói gặp ngừng rồi. Thì cuối cùng cái là ông kêu ủa sao thầy không biết ta. Mình thì mình nói đại, mình gọi đại chứ mình đâu có thần thông mà biết ông đang làm cái chuyện đó đâu. Cuối cùng cái là ông quảng hốt rồi bắt đầu chạy vô Quan Âm.
Bồ Tát cứu con, hết chết rồi, chết. Bồ Tát cứu con, Bồ Tát, Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, Nam Mô, Nam Mô Quán Thế Bồ Tát. Ông niệm một chập cái tự nhiên cái cô đó về, cái Bồ Tát chuyển cô đó, chuyển ổng luôn, không biết làm sao đó. Tự nhiên cái cô đó nói thôi để khi khác, mua quần áo về rồi đó, mà kêu thôi để khi khác đó. Hay không? Tâm của chú này chuyển, tâm của vị này chuyển thì người khác chuyển. Tất cả đều do hai cái tâm nó có sự cảm ứng giao thoa lẫn nhau hết. Nhất thiết di tâm tạo, tam giới di tâm, vạn pháp di thức, nghèo, giàu, khổ, cực, dâm, loạn. Bất cứ cái chuyện gì cũng từ tâm mình khởi lên, chứ đừng có nói người khác hại mình. Giàu, nghèo, sang, hèn, trột, lé, đọa hay là thiêu, siêu, thanh, từ tâm mình tạo ra nghiệp, rồi tâm mình không chuyển được nghiệp, rồi tâm mình chiêu cảm lại hết. Đừng có đổ hô là nghiệp quá khứ có duyên nhiều kiếp, mà do nghiệp hiện tại vẫn là quyết định, vẫn là quyết định. Công nhận Bồ Tát linh thiêng. Ông về, ông về thì khai thiệt, khai thiệt ra như vậy. Thì chúng tôi nói ồ, cái người chân thật khai thiệt thì vẫn hoan hỷ cho chú ở. Nếu mà bây giờ mà thầy tọa tỳ kheo nghe nó đi học ở đâu đó thì nghe cũng là hoan hỷ thôi, không có gì. Bởi vì biểu pháp chuyện nó đã qua rồi. Đó là cái việc mà chúng tôi nói quý vị, ngoài cái chuyện mà đọc sách rồi phải niệm Phật, niệm Quan Âm. Niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú đại bi, có một cái pháp để nó bảo hộ. Mà cái pháp bảo hộ này để mà mình gọi rằng là hộ thân, hộ tâm, hộ quốc. Tổ sư Ấn Quang nói hộ thân của mình để thân mình không có phạm phải sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Sát trộm dâm dối là từ nơi cái nghiệp của thân. Cái nghiệp của khẩu mình gọi rằng là thường trì chú đại bi niệm Phật, thì khẩu mình không có nói láo, khai khoan, đâm thập, rửa chửi. Mà thường mình trì chú, mình niệm Phật thì ý mình nó sẽ nhạt nhè cái tham sân si. Nó không có lừng lẫy, nó không có làm chủ bản tâm để nó hại mình. Nếu mình không niệm nó thì nó lừng lẫy, mà hai thời công phu là cũng không có đến đâu. Không đến đâu, chỉ là cái duyên để mình kết duyên, để mình nguyện vãng sanh thôi. Chứ ra ngoài hai thời công phu mình bỏ thì cái công phu yếu nhất, giống như cưỡi ngựa xem đèn, chả ăn thua gì nó đâu. Vô lượng đời kiếp đến bây giờ, cái nghiệp chướng mình tham sân si là cái tư hoạt đó, khởi hoạt tạo nghiệp sắc chỗ dâm dối, nó đầy ngập trong này. Nếu nó có hình tướng là hư không này, không thể chứa nó nổi, thì hỏi làm sao mà nó nhẹ. Nặng lắm ấy chứ. Mà tu rai rai, tu tà tà, mà làm sao mà nó có thể mà đột phá nó nổi. Không đột phá nổi, nó bật ngược lại liên tục. Mà khi mà mình vượt qua chướng ngại rồi á, mà mình hành trì rồi đó, thì cái khí phách của con người mình nó khí phách. Cũng như hôm qua gặp thầy giác hỏi bữa nay công phu không, ông kêu có, ông nói rất dõng dạc. Bởi vì cái người nó có làm điều tốt là họ nói rất dõng dạc, mà lỡ ông không có công phu nữa, ông kêu, ông hay nói con mệt à. Ông nói nghe thấy thương lắm, để cho khỏi phạt mà. Bữa nào hỏi sao không công phu, cái con mệt, ông nói nghe dễ thương lắm. Mà bữa nào có công phu nó dõng dạc, còn có. Cái người mà họ mà hành trì mà nó có khí phách của cái người thánh hiền rồi, khí phách họ có rồi thì tâm họ rất bình tĩnh, rất an vui, rất an lạc, và nó có cái khí chất của thánh hiền. Còn cái khí chất của phàm phu thì sợ sệt, e dè, lo lắng, bất an. Tự mình làm kẻ phàm phu, rồi mình làm mấy kẻ giả thiện, ngụy thiện nhân, thì mình tự nhiên nó không ổn trong đó. Rồi nó hiện ra tướng trong đó, rồi bắt đầu nó đọa lạc. Cũng do mình hết thôi, chứ ai hại mình đâu. Cho nên cái chùa chúng tôi hôm nay lên nói điều này để thông báo với đại chúng. Thông báo trước cách đây 5-7 năm rồi, chứ không phải là mới đây. Trước thầy Nhẫn Đức còn ở trên này là nuôi 30-40 cô trẻ. Chúng tôi kêu thầy mời các cô ra bên ngoài để cho mấy thầy mấy chú yên tâm tu. Ông kêu được, mà cuối cùng không mời, không cho ra. Chúng tôi kêu xuống khu chân tu hỏi thì thầy Nhẫn Đức nói rằng là con không làm được chuyện này, thầy làm đi. Cho nên nó ổ, ông không làm mà sao không nói cho tôi, đã đến bây giờ. Rồi chúng tôi lên làm, đưa các cô trẻ xuống pháp thường, đi các nơi đồ này nọ hết. Các chú, các thầy ở đây rất là yên tâm, yên ổn tu tập. Rồi chúng tôi nói cái điều này để cho các thầy, các chú hiểu ra rằng là cái việc mà giữa nam với nữ ở chung chạ mà trẻ đó, thì Ấn Tổ Ngài nói là cực kỳ nguy hiểm. Nếu mà thầy Nhẫn Đức, ông chứng A-la-hán, ông hết tham dục rồi đó, ông sống chung không khởi niệm á, thì các chúng, các thầy vẫn bị chướng ngại.
Mà các chúng các thầy mà kiềm chế được thì người phụ nữ đó họ cũng không thể kiềm chế được. Cho nên thành ra có cái cô đó cô nói bây giờ con lên cư sĩ Lâm ở bên Thượng Hải đó, xin ấn tổ viết cái thư, thầy ngài nói nè 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 nè, con lên trên đó một hoặc hai lần thôi, đừng có lên thường xuyên, con vẫn là phàm phu, các thầy vẫn là phàm phu. Lâu ngày rồi nó có cái chuyện gần gũi với nhau, gần mực thì đen, gần lửa là cháy. Nó phạm rồi một cái thì mang tiếng Phật Pháp, con đọa chết. Ghê chưa? Lên mà lên cho hai lần thôi chứ không cho lên nhiều. Thì bây giờ chúng tôi cũng đang ngồi suy nghĩ, bây giờ các cô trẻ ở bên ngoài vô đây để mà tu, chẳng lẽ mình không cho? Mà nếu mà vô đây tu mà mấy thầy mà yếu yếu là chống mặt chống mày, mấy chú chịu không nổi. Chứ không phải là cái chuyện đơn giản. Mà riêng mấy bà già đôi khi là nó có cái chướng nữa là thương mấy ông thầy trẻ. Cái tình cảm nó không có ngăn cái, nó ngăn cách, nó không có phân biệt cái tuổi tác đó. Có nhiều Phật tử, rất nhiều Phật tử hỏi chúng tôi, thầy Nhuận Đức cũng lên ông giảng rất là nhiều. Rồi con thấy là cái quy định của chùa Quan Âm là không có nuôi nữ trẻ, chỉ ở bên ngoài. Chỉ có hai cô trẻ nuôi các cụ già ở bên kia mà chúng tôi răn đe thiệt kỹ, bây giờ không có hai cô đó là không ai nuôi các cụ già nằm bên đó, mà riêng biệt cái khu bên đó. Hồi trước có thầy Phiên ở gần gần đó mà chúng tôi cũng đẩy xuống khu chuyên tu rồi, cũng sợ chứ. Rồi cuối cùng thì xây cái nhà bên ngoài này thì cho ra hết bên ngoài. Chùa tăng là tăng thôi. Còn một số các chùa, các thầy nuôi tăng ni là các thầy có cách để mà phòng hộ thì chúng tôi không dám bàn đến rồi. Mà riêng chùa chúng tôi thì bây giờ là không nhận nữ trẻ được. Chỉ có một cái cô khoảng ba mấy 40 tuổi ở khu chuyên tu là bị gì, bị tật đi cờ giật hôm qua mới giật kinh phong, không biết gửi đi đâu nữa hết, mà cổ cái cờ giật kinh phong hoài. Thì bây giờ không còn chỗ nương tựa nữa, mà vài bữa nữa thì cái nhà trên này xong là cũng phải đưa lên. Nó phải có sự ngăn cách, bởi vì là phàm phu chưa chứng thánh thì phải có cái giới luật ràng buộc về sự tướng và lý tánh luôn. Chứ không nói ồ tôi thanh tịnh rồi, tôi niệm Phật không sao quá, không sao quá. Không thể nói vậy được. Mình phải làm biểu pháp. Mấy Phật tử hỏi bây giờ chùa hộ pháp với đó nữ đông quá, thì thầy cũng có cái lý do của thầy là bây giờ không có các cô đó là không có nam để mà lo cho các cụ, buộc phải có mấy cô. Đúng. Được chuyện này mà mất chuyện kia. Được thì ít mà mất thì nhiều, hại thì nhiều. Rồi thầy cũng nói rằng là mình không có lòng từ bi để cứu độ chúng sanh. Phải nuôi mỗi đối tượng hết. Đúng. Lòng từ bi phải có trí tuệ. Hôm nay chúng ta nói điều này để mong thầy Nhuận Đức nghe và suy nghĩ lại coi là lời Văn Sao Ấn Tổ nói có đúng hay không? Lời Thọ Khang Bảo Giám nói có đúng hay không? Ấn Tổ thường nói nếu mà cái người đó chứng sơ quả, Tư Đồ Hoàng, tham sân si làm nhẹ, nhẹ thôi chứ chưa đoạn được, thì họ còn 7 lần sanh lên trời, 7 lần xuống nhân gian. Mà khi họ sanh vô nhân gian á, thì họ cày cấy á, thì 7 tấc, 7 thước á, là trùng kiến không có lại gần mũi cày của họ được. Tự nhiên cái lực của họ tu mà chứng sơ quả đó là nó dạt hết trùng kiến ra, họ không có phạm tội sát sanh. Dẫu cho họ là cư sĩ mà họ lập gia đình là vì chuyện sanh con cái, chứ không thể nào bắt họ quan hệ liên tục được. Nếu mà bắt họ mà họ không làm thì thà họ chết chứ không bao giờ họ phạm, thì vô sơ quả được. Ghê chưa? Vậy mà vẫn còn phải sanh tử lên trên trời 7 lần, xuống nhân gian 7 lần. Còn mình là phàm phu thứ thiệt. Cho nên dạy cho người ta niệm Phật mà không có dạy về cái giới sắc sanh, giới tà dâm, những cái gì là luân thường, là bổn phận, là cách Phật, là trí chi, là chánh tâm, là thành ý, là tu thân, là tề gia ha, thì coi như là cái niệm Phật này không kết quả. Vì sao? Vì miệng niệm Phật mà tâm không ngăn cách và không có cho họ ràng buộc trong giới luật, không có ngăn cách được vật dục á, và không có ràng buộc trong giới luật thì sao? Thì miệng có niệm Phật mà tâm ngăn cách với Phật, vì tâm này tâm ô nhiễm. Mà nếu mà cái cách mà ngăn cách thì Tổ Ấn Quang vẫn nói là mình phải có khoảng cách tối đa luôn. Thì có một số các thầy nói là con đi đến nhà Phật tử cúng thì theo lời Tổ có cái ý kiến gì hay không? Ngài nói được, mấy ông đi tới đó cúng ứng phó đạo tràng giúp cho người ta tốt. Mà người phụ nữ phải ngồi bên trong á, không thấy cái vai, không thấy cái lưng của mấy ông thầy luôn. Dẫu cái nhà không có bức tường thì phải lấy miếng vải che lại để người phụ nữ á, là ngồi bên trong á, nữ trẻ đó ngồi hết bên trong như vậy đó, đừng thấy cái lưng của mấy ông thầy, cũng đừng có thấy cái mặt của mấy ông thầy, để cái lúc mấy thầy đi về xong rồi hai bên không gặp nhau. Ghê. Mình ở đây mình thấy quá trời đó. Mình là phàm phu mà mình không e dè.
Rồi đến cái lúc mà gọi là nó thành khói rồi thì chết. Cho nên là nó có cái ông đó, ông hỏi bây giờ con muốn niệm Phật để vãng sanh thì cái gì là tiên quyết? Thì ông này là ông cư sĩ có gia đình. Thì Tổ Ấn Quang mới nói chỗ này là lắng nghe này, lắng nghe này, lắng nghe này. Nếu dâm tâm ông không trừ, dẫu cho vợ chồng chính thức mà dâm tâm ông không trừ, thì ông không thoát ly sanh tử và ông không thể vãng sanh được. Bởi vì cái dâm tâm này cấu kết nơi tâm ông, cái dâm dục này nó cấu kết nơi tâm ông, thì nó ngăn cách với Phật. Lúc lâm chung ông niệm Phật nhưng mà tâm ông không cảm được với Phật. Miệng ông niệm mà tâm ông nhớ vợ, nhớ những người nữ sắc, thì tâm này ngăn cách với Phật. Ông niệm như vậy như con giả tràng xe cát biển đông. Con giả tràng giống như con cua, con còng, nó xe cát thành một đống cái nước biển vô, cái trôi mất, suốt ngày nó làm cái kiểu đó. Mình cũng niệm Phật đồ vậy đó, nhưng mà cuối cùng tâm dâm nó hận trừ thì nó không có thể nào mà cảm ứng cùng Phật, gọi là ngăn cách với Phật. Cho nên hôm nay chúng tôi nói điều này, thực sự thầy Nhật Đức nghe ông sẽ suy nghĩ, mà khó, cái tính của thầy này rất khó. Riêng đại chúng chúng tôi còn quản lý thì còn được, chứ giờ xa cách chúng tôi là chúng tôi không cách nào nói được. Nhiều lúc chúng tôi ở khu chuyên tu, có nhiều người trên này họ làm lén lút, họ đi ra ngoài cũng không biết được. Quản lý trên này với đó quản lý còn không nổi, đừng nói quản lý chùa hộ pháp, sao quản lý nổi. Cho nên là ra tòa hôm qua người nói tôi không trụ trì để khỏi quản lý chúng, không có thời gian. Không phải tôi ích kỷ đâu mà tôi không có thời gian. Cái ông đó ông xin linh nham sơn tử, ông nói ông lên đây một chén trà tôi cũng rót cho ông. Tôi suốt ngày bận biểu thư từ gửi, tôi tu tôi không có thời gian. Nếu ông muốn ông đọc Thọ Khan Bảo Giám này, ông đọc văn sao đó, tôi nói cũng đâu ngoài cái đó. Ông về ông hành trì đi, tôi đây tôi lo cho tôi chưa xong mà bây giờ tôi lên tôi lo cho ông. Không phải tôi ích kỷ, nhưng mà tôi nghĩ là tôi không có thời gian, không có khả năng làm chuyện này. Chưa nói rồi một thời gian tôi ra đi rồi ông làm cái gì đó, rồi tôi làm mang tiếng thầy ông, rồi ông làm sai làm bậy rồi tôi đọa theo ông nữa. Nên không xuất gia cho ai. Nghe tưởng ngài ích kỷ đúng không? Không xuất gia cho ai. Nghe tưởng chừng ích kỷ phải không? Không phải. Tổ là Bồ Tát cổ Phật Đại Thế Chí, ngài nói có cái ý của ngài cho nó. Riêng chúng tôi thì tất cả như thầy Nhuận Đức là giới hòa thượng Quảng Hiển, tất cả anh em trong này là đều xuất gia với các vị hòa thượng lớn hết. Rồi anh em bạn đồng tu với nhau, huynh đệ đó. Thường quý thầy kêu mấy chú kêu sư phụ, chứ thực sự chúng tôi nghĩ là huynh đệ. Sư phụ là chính thức chúng tôi xuống tóc. Tuy nhiên mấy thầy vẫn quý mến cái pháp môn tu và cái môi trường này, và cái sự thân thiện với chúng tôi, với thầy vẫn ở xuất gia mà không đi theo các vị hòa thượng đó, là bởi vì do cái phương pháp ở đây mấy thầy phù hợp. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói rõ ràng. À, như vậy nói để làm gì? Nói thầy Nhuận Đức để làm gì? Không phải bêu rêu xấu thầy, mà là cái gì? Mà để cho chúng của mình được nhiếp hộ trong này. Ví dụ trên này, ví dụ thầy Phổ, rồi một số, rồi mấy thầy đội trên này phải không? Nhận những người nữ vô cơ nhỡ một hai đêm, rồi tìm cách để cho họ ra ngoài, hoặc giả là họ về lại nhà liền. Chứ không có thể ở trong này mà im giấu giếm như lúc trước mà thầy Nhuận Đức để số lượng quá nhiều, mà chúng tôi kêu cho ra cũng không cho ra luôn. Từ bi phải có trí tuệ. Nói như vậy để đại chúng biết rằng là mình là phàm phu, phải giữ cái thân phận phàm phu, phải có khoảng cách giữa nam với nữ. Có khoảng cách. Cho nên Ấn Tổ nói nè, nam nữ về thể chất cũng khác, thân tướng là khác, là thể chất, đúng không? Người nam khác người nữ không? Khác, rất khác. Khác mọi cái bộ phận, khác mọi trong cái phần trong cơ thể mình, gọi rằng là thể chất là khác. Mà nghiệp lực cũng khác luôn. Thì làm sao mà gọi là đồng ở chung với nhau được? Ôi, cái lý luận chỗ này sâu tuyệt. Thì chỉ trường hợp họ có vợ có chồng thì họ phải ở chung với nhau để sanh con đẻ cái. Cái đó là lý tất nhiên để mà nói giỏi tông đường con cái, để mà về sau để mà gọi rằng là võ quẩy cúng kiến, rồi gia tộc để mà lưu truyền với nhau. Nhưng mà hầu như cái con người mà kêu để mà sanh con đẻ cái để mà nói truyền cái gia tộc thì ít, mà họ vui thú gì cái dâm dục là nhiều. Để ý coi, bạn bè trai gái mới gần gũi mới quen biết nhau thì họ nghĩ đến cái chuyện này rồi, họ nghĩ đến cái chuyện quan hệ rồi. Bây giờ mà tìm một cái đứa trẻ bây giờ á, ngang trẻ nói là tuổi trẻ bây giờ đó, mà tìm giống như người hồi xưa á, trong này có những người hồi xưa nè, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, đến khi về gặp vợ chồng gặp nhau thì lúc đó mới biết mặt luôn. Bây giờ chưa đám cưới đã là phá thai rồi. Tình trạng này là do cái gì? Không đọc Thọ Khan Bảo Giám, không học giới luật và Phật. Tuy rằng người đó là Phật tử, Phật tử A, Phật tử B. Đừng giỡn mặt, đừng giỡn ngươi. Chúng tôi thực sự là kinh khiếp.
Khi mà suy nghĩ rồi, nó dồn cục trong đó là suốt ngày nó để cái tâm vô đó, bắt đầu gương mặt mình bắt đầu nó xấu xí. Cái người mà thường nghĩ dâm dục là gương mặt nó xấu xí, xấu lắm ấy. Mà cái người mà họ giữ được giới dâm mà tâm họ thanh tịnh thì họ phát tước đẹp liền. Thì mấy cái người mà họ có tiền có của, họ trang điểm, họ làm cho đẹp đẽ và tâm luôn luôn dâm tâm đang buộc họ, thì một thời gian con người này xấu như con ma le. Bảo đảm. Trong sách kinh nói rõ mà. Rồi họ xấu đến cái mức độ là gì nữa? Họ làm lòi xúc vật luôn. Gương mặt họ không ra thành con người nữa. Và họ không biết cái chuyện hổ thẹn dâm dục, cho nên hình ra thành xúc vật, đi ngoài đường không mặc quần áo. Heo bò có mặc quần áo không? Nó có quê không? Nó có hổ thẹn không? Không. Do nó làm con người nó không biết hổ thẹn. Vì nó không biết hổ thẹn cho nên hình nó trở thành xúc vật, đi ngoài đường không có hổ thẹn, không mặc quần áo cũng không hổ thẹn luôn. Cho nên Tổ Ông Quang mới nói là nếu vợ chồng biết kiên giữ cái chuyện ăn nằm thì hạnh phúc sẽ đến già đầu bạc răng long. Còn nếu mà cứ chung chạ nhau một thời gian, cái phước của hai người và cái sự cung kính hai người bắt đầu nó giãn lần từ từ đến lúc, và cái khinh nhờn nó từ từ là bắt đầu chia tay rồi ly thân, rồi ly dị, ở chung giống như là ở với kẻ thù. Cái chỗ này là cái chỗ tuyệt đỉnh. Kính nhi viễn chi, muốn cung kính lẫn nhau thì phải có cái sự khoảng cách xa. Quý vị thấy cái lúc mà những người con mà đi làm xa về thương cha mẹ như thế nào? Người chồng đi làm kiếm tiền về rồi thấy cái sự vợ chồng nó ấm áp như thế nào? Cái này có những người kể lại cho chúng tôi, chứ không phải chúng tôi biết vụ này. Để ý đi, kính nhi viễn chi. Mà hôm nay mà nghe điều này rồi mà thực sự mình không làm được thì bằng với loài cầm thú à. Không tu hành chi, đừng tu hành làm gì. Mà nếu mà nỗ lực được, nó vượt qua được những cái tâm trạng đó thì có khả năng vượt được, cái đó mới là hoa báo thôi. Chuyển nó được, mà nó thành quả báo để độ lạc rồi thì thua bó tay, không có làm gì được. Chúng tôi nghĩ là hôm nay cái cảm xúc chúng tôi nói và quý thầy, quý chú cảm nhận được cái cảm xúc của chúng tôi sau khi một cái lễ lớn nó quá mệt. Mà hôm nay thấy thầy Kiến với lại là chú Đức, ông gửi sách lên và ông có hỏi là nhận được rồi phải không? Tự nhiên cảm đến tấm lòng của chúng tôi, nó mệt chúng tôi cũng lên nói. Chứ đâu mà mới chủ nhật xong mà mới nghỉ ngày hôm qua thứ hai mà thứ ba hôm nay lên nói nổi. Nhưng mà nếu mà mình đã nghe như vậy rồi mà mình thờ ơ, mình không có làm vài bữa bỏ, mình có lỗi với người lớn, có lỗi với Phật tổ, với thầy, với bạn đồng tu, thầy Giác Nhàn nói cho mình nghe, có lỗi lớn lắm. Mà biết sửa lỗi quay đầu thì tốt, mà không biết thì không có cơ may ngóc đầu đâu. Không có cơ may ngóc đầu. Cho nên thành ra Tổ Ông Quang mới nói là cái người mà họ kiến đại công lập đại nghiệp á, họ làm được những cái việc gọi rằng là chuyện lớn trong thiên hạ đó, thì đời trước họ phải là một người có trí tuệ và phước báu hơn người. Đã nghe chỗ này. Nhưng mà nếu mà đời này mà họ giữ được cái giới tình dục tà dâm, mà họ giữ được cái nguyên khí đó, thì họ sẽ trở thành người siêu quần bạc tụy và họ sẽ thành công. Vẫn quyết định là cái chuyện này. Nếu mà họ có phước báu hơn người, có trí tuệ hơn người, nhưng mà họ không giữ được cái giới này và họ lan trả thường xuyên, và giữa vợ chồng họ không biết tiết giữ, thì người này trở thành con người hèn kém, không thể thành tựu được, và cái phước báu trí tuệ này là vứt đi. Ghê chưa? Ghê không? Ghê không? Trong này có nói, Quân Sao có nói chỗ này. Người tu hành liễu sanh thoát tử nó còn quan trọng hơn cái người mà kiến cái đại công lập đại nghiệp sự nghiệp ngoài đời nữa. Bởi vì chư Phật của Bồ Tát thành tựu là từ cái giới này mà thành tựu mà. Từ cái giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm mà. Mà nếu mà về ở chung với Phật, với Bồ Tát mà mình phạm thì Phật Bồ Tát nào nhận mình về mà mình đồng cảnh giới đó mình về được không? Làm sao đồng cảnh giới đó được? Cho nên nói sâu xa nữa là mình phải biết cách để mà mình dụng công nữa. Chứ không phải nhịn đói nhịn khác cho nó thiệt đói. Con chú ở đây ông nhịn đói để cho nó khỏi dục niệm. Đoạn cái phần mà ăn uống, đoạn cái thân, đoạn cái phần âm để cho không dục vọng, thì cách này làm hình thức nó không bảo đảm bằng đoạn tâm. Trong kinh Tứ Thập Ni Chương nói đoạn âm chặt nó đi cũng không bằng đoạn tâm. Không bằng. Phải biết cách để dụng công nó. Là thường niệm Quan Âm Bồ Tát, tha thiết với Ngài. Con chán sanh tử, con sợ sanh tử. Đó là những người họ quá khổ đau về cái chuyện tình cảm, tình dục và vợ chồng họ mới nói được.
Còn cái người mà họ chưa lúng vô đây rồi, họ vẫn thành một cái ý niệm, họ quạt trên tư tưởng họ thành một cái bức tranh đẹp tuyệt vời. Mà bức tranh này không ngờ là trong bức tranh này nó có gai. Cũng giống như là con khỉ mà nó đến một cái gốc cây đó, nó thấy cây trên cái mũ xuống, và cái mũ cây nó có cái nhựa, nó êm ấy. Và nó ngồi đó, nó nhúng cho nó êm chơi á mà. Không ngờ cái mũ nó xì ra cái nó dính cái khu, dính cái mông nó, xong bắt đầu là đứng dậy không được, cái lấy hai cái tay nó chống cũng dính luôn, đưa cái miệng vô nó cạp nó la cũng dính cái miệng luôn, mũ không trong đó mà. Cái ví dụ này bị dính ngũ dục hay cực kỳ. Ngũ dục giống như một cái loại mũ đó. Nhưng mà trước khi mà mình bị cái mũ đó thì mình thấy một cái lớp nhựa ở trên nó màng, mong manh, đẹp, đúng không? Rờ vô một cái là phỏng tay, mũ nó dính chết. Ghê không? Đó thì mấy bà biết rồi đó, một số mấy bà lên chùa tu là coi như cũng tơi tả với ông chồng, ông quýnh, ông chửi, ông làm. Thời gian rồi nó hết cung kính với nhau rồi, bắt đầu là đẩu ẩu đả với nhau, rồi bỏ chia tay với nhau, không thành công với nhau, nhiều lắm. Bọn phàm phu, hai cái tư tưởng phàm phu gặp nhau mà làm sao nó không có đột phá, nó không có coi như là gặp chướng ngại với nhau. Chỉ có Phật với Phật, Bồ Tát với Bồ Tát ở chung thì nó an vui. Các ngài là tâm thanh tịnh cho nên nó đồng cảm với nhau, gọi rằng là tịnh nghiệp với nhau. Còn nghiệp ác với nghiệp ác ở chung thì hỏi làm sao nó không có choảng nhau. Mà nếu mà người đó là ác mà người là thiện thì nó cũng còn tồn tại được. Có cái cô đó, trời ơi, bà phát tâm tu hành rất tốt và ông chồng là toàn bộ gây chướng ngại. Bà vợ ăn chay á, là ông chồng mà mua cá gì ông vứt đó, ông kêu làm cho ông ăn. Coi như bà đi phóng sanh, ông đi câu cá, ông chơi chéo que gì hết trơn. Rồi mà có ăn chay thôi, khổ cực gì, ông biết bao nhiêu, ông gấp thịt, ông bỏ vô, ông kêu nếu ăn chay nữa là ly dị. Trời, chướng ngại mà cổ riết 3 năm bắt đầu mới qua được. Bây giờ đây là cứ mỗi ngày phóng sanh với đó 5 triệu là cổ phát tâm một nửa. 2 triệu rưỡi là cổ mà 2 triệu rưỡi của chùa mình. Hơn 2 tháng nay là chúng tôi tự làm, hôm nay cổ nghe chúng tôi vậy xong cổ phát tâm mà cổ kêu cổ giấu tên, không cho người ta biết. Ba la mật. Cho nên nếu mà mình biết tích lũy cái thọ mạng á, thì có hai cái điều. Thứ nhất, ăn chay phóng sanh, khuyên người kiên giết. Thứ hai là giữ được cái giới tà dâm này thì con người này sẽ thọ. Chắc chắn là phải thọ. Đó cái điều mà hôm nay chúng tôi nói. Còn 15 phút nữa là hết giờ thì chúng tôi nói đến đây thôi. Giờ thầy Minh đọc thêm một đoạn này nữa để quý vị nghe xong chúng ta nghỉ xuống dùng cơm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, trích trong Văn Sao Tinh Hoa Lục. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vân giữ các điều lành. Nếu muốn học Phật đạo để thoát phàm tục mà chẳng chú trọng nơi bốn câu ấy, sẽ như cây không rễ mà mong tươi tốt, như chim không cánh mà mong bay cao. Thật vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Phàm phu sát đất muốn liệu sanh tử, ngay trong đời này mà nếu chẳng y theo bốn câu này, sẽ thành không nhân mà muốn có quả. Chưa gieo đã mong gặt hái, muôn vàng chẳng có lý lẽ ấy. Nếu toàn thân có thể gánh vác 8 câu này, chắc chắn khi còn sống có thể dự vào bậc thánh hiền, ắt lên cõi cực lạc. Số 2, này may mắn được làm thân đại trượng phu, lại được nghe pháp môn tịnh độ khó được nghe nhất, có dám để Quan Âm hữu hạn bị tiêu hao hết sạch nơi thanh sắc, vật chất, lợi lộc, khiến cho vẫn sống thừa, chết uổng y như cũ, vẫn bị trầm luân lục đạo, không mong có ngày thoát ra hay sao? Phải đem một chữ chết này hay lắm, dán cho rủ xuống trán. Phàm khi những cảnh tham luyến đáng lẽ chẳng nên có mà lại hiện tiền,
liền biết đấy chính là vạc xôi, lò than của chính mình. Sẽ trọn chẳng đến nỗi như con thiêu thân, gieo mình vào lửa, tự đốt thân mình. Phạm với những chuyện thuộc về bổn phận nên làm, liền biết đấy chính là bè từ để thoát khổ của ta vậy. Quyết chẳng đến nỗi thấy việc nhân, bèn nhường cho người khác, thấy điều nghĩa chẳng làm. Như vậy thì trần cảnh sẽ trở thành duyên để nhập đạo. Cần gì phải tuyệt sạch muôn duyên mới tu hành được. Số 3. Cho đến hết tuổi thọ, gieo tấm lòng thành, chính là đạo chúng ta nên tuân giữ. Diệt thọ thụ chứng, diệt trừ thọ mạng để mong chứng đắc, quả thật là lời lẽ bị giới kinh quở trách sâu xa. Bài kệ cuối kinh Phạm Vọng có đoạn: kế ngã chấp trước giả, bất năng sanh thị pháp, diệt thọ thụ chứng giả, diệt phi hạ chủng xứ. Nghĩa là kẻ chấp trước nơi ngã chẳng sanh được pháp này, diệt thọ mong chứng đắc cũng không gieo giống được. Chỉ nên trọn hết lòng kính, lòng thành để cầu mau được vãng sanh. Chớ nên mong muốn được vãng sanh đúng như kỳ hạn, theo như ý ta đã định. Số 4. Kiếp xưa vung bồi được huệ căn này, cố nhiên chẳng dễ dàng. Nếu chẳng chuyên tinh dốc sức nơi đây, ngõ hầu tự chứng thì sẽ giống như chén bát chưa nung, gặp mưa liền rã. Quan âm ngắn ngủi, mạng người được mấy? Một hơi thở ra, không trở lại là đã thuộc đời sau. Người chưa chứng đạo, từ ngộ vào mê, vạn người có đến 10.000, từ ngộ tăng thêm ngộ, trong ước người chưa được một hai. Nỡ để cái chén vô thượng pháp khí qua cơn mưa tái sanh lại trở thành bụi đất ư? Số 5. Quan âm nhanh chóng, thời thế đổi dời trong từng sát na, chẳng ngừng nghỉ dẫu chỉ một niệm. Đấy chính là tạo vật hiện tướng lưỡi rộng dài, vì khắp hết thảy chúng sanh như bà với tôi mà nói. Mạng người vô thường, vinh hoa chẳng tồn tại dài lâu, hãy gấp đi theo diệu pháp vô thượng để khỏi bị trầm luân. Số 6. Đại sự sanh tử cần phải lo liệu sẵn, nếu đợi đến lúc ra đi, lúc lâm chung mới tu, chỉ sợ bị nghiệp lực đoạt mất. Cổ nhân nói, thông minh chẳng cự nổi nghiệp, phú quý chẳng khỏi luân hồi. Sanh tử xảy đến, không dựa vào đâu được, chỉ có A-di-đà Phật là nương dựa được. Tiếc là người đời biết điều này quá ít, tuy chưa biết nhưng chân tính thật niệm lại ít hơn nữa. Số 7. Vả nữa, chúng ta trước hết phải đối trị sao cho tâm điền của chính mình thanh khiết để tiếp nhận vô thượng pháp bảo của mười phương tam thế chư Phật Như Lai, tạo thành chủng tử để thoát thai đổi cốt, chuyển phàm thành thánh. Thần ta có đại nhân duyên với mười phương tam thế chư Phật Như Lai. Mỗi một công đức thù thắng nơi biển nguyện của chư Phật đều nhiếp trong tâm ta. Nguyện của ta và nguyện của Phật không sai biệt. Từ nguyện, nguyện lực từ bi của chư Phật cùng nhiếp thọ, nhân trùm biển quả, quả thấu nguồn nhân, vô biên phước thù thắng được kết tạo, trong chân tâm in tạo kinh tượng, hoằng pháp lợi sanh ngày hôm nay. Phổ nguyện hết thảy những kẻ hữu duyên trong hiện tại và vị lai, hãy khéo tìm phước điền, khéo kết thắng duyên, chớ mặc cho quan âm tốt đẹp nhất có diệu dụng trong hiện tiền, như nước cuồn cuộn trôi qua trước mắt, chảy qua dưới chân. Tổ sư Ấn Quang khai thị về giữ gìn thân thể để mạnh khỏe bằng cách bớt ham muốn về sắc dục. Thư trả lời cư sĩ Dương Chân: đọc thư ông biết tội ông thông đến tận trời, nhưng cội nguồn tội ấy là do cha mẹ ông một mực nuông chiều, khiến ông quen thói kiêu ngạo từ bé, chẳng hề răn dạy, đến khi tánh xấu đã thành hình mới tự hối hận. Đã vô ích cho con mà chính mình
cũng bị tổn hại. Đấy là căn bệnh chung của hết thảy mọi người trong thế gian này. Này nói toạc ra với ông, mong ông sẽ sanh được con cái hiền thiện. May là đời trước ông còn có thiện căn, nửa chừng biết hối. Nếu đến chết vẫn không thay đổi, thì muốn thoát khỏi địa ngục chỉ sợ khó mộng thấy được. Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Do ông là người cực bất hiếu, cực dâm đản, nhất niệm chí thành xưng niệm liền được việc làm như ý. Những kẻ hủy bán Phật Pháp, muốn diệt Phật Pháp, đúng là đã hãm người đời sau trong thiên hạ vào biển khổ, mà vẫn nhân nhân tự đắc, khoe khoang công lao, hãy nghĩ tới liền khôn ngăn xót thương những kẻ ấy. Năm 14-15 tuổi, ông đã phung phí nguyên khí. 10 năm qua dâm dục vô độ, tinh thần bị tổn thương, kể sao cho xiết. Huống chi lại có hai người vợ trẻ, nếu chẳng biết tiết dục thì chẳng những không thể sanh con mà còn đến nỗi đoạn mạng chết yểu. Từ nay trở đi, hãy thấy phụ nữ của người khác, hãy tưởng như mẹ, chị, em, con gái, xem hai cô vợ của chính mình như đạo hữu. Ngày thường niệm Quán Âm, đêm đừng ngủ chung với hai cô vợ. Dưỡng cho thân thể được hồi phục 10 phần, rồi mới làm chuyện vợ chồng một lượt. Mỗi năm ăn ở với hai bà vợ một lần, thì tình cảm vợ chồng ổn thỏa, mà đôi bên đều chẳng bị tổn thương. Chắc chắn sẽ sanh được con cái mũm mĩm thông minh, tâm tánh hiền thiện, không bệnh, trường thọ, có thể làm rạng rỡ gia đình, làm khuôn mẫu cho người trong một làng. Nếu coi chuyện ân ái là điều vui thú, thì chuyện vui chưa lâu, khổ lớn liền tới. Tinh khô thân chết, không thuốc nào cứu được đâu. Lời tựa tái bản sách Bất Khả Lục. Cái họa nữ sắc cực kỳ khốc liệt, từ xưa đến nay do họa này mà nước mắt nhà tan, diệt thân tuyệt tự biết là bao nhiêu. Dẫu chưa đến nỗi ấy, nhưng trong số đó những kẻ thân đang khỏe mạnh trở thành suy nhược, chỉ đang sáng suốt thành hôn ám, biến từ chất đội trời đạp đất, mong thành thánh thành hiền, biến thành hạng tầm thường hèn tệ, không có chí lập thân, làm sao tính kể được nổi. Huống chi những kẻ nghịch thiên lý, loạn nhân luân, sống làm loài cầm thú, mặc áo đội mũ, chết đọa trong tam đồ ác đạo, làm sao có thể thấy hết, biết hết cho được. Ôi cái họa nữ sắc, sao mà khốc liệt đến mức cùng cực như vậy. Do đó chư thánh chư hiền đặc biệt từ bi thương xót, hoặc dùng lời cứng rắn để răn dạy, hoặc dùng lời nhẹ nhàng để khuyên bảo, ngõ hầu cả cõi đời để biết được lý phước thiện họa dâm, lại còn nêu ra các sự thực để răn dạy, ngõ hầu những ai biết tự ái, đọc đến ắt sẽ sợ sệt, kinh hoàng hiểu ra, cạn dòng lũ nhân dục, khôi phục thiên lương sắp diệt. Từ đấy hết thảy đồng luân đều hưởng phước giàu thọ, khỏe mạnh, bình yên, vĩnh viễn lìa khỏi họa nghèo bệnh, chết yểu. Đây chính là lý do bộ Bất Khả Lục được soạn tập. Cư sĩ Trương Thụy Tăng muốn khắc lại để ấn thí, bảo tôi viết lời tựa nhằm phô bày nghĩa trọng yếu của việc bớt dục. Lời tựa phổ khuyến thọ trì lưu thông sách Dục Hải Hồi Cuồng. Mỗi họa cực thảm khốc, cực lớn, cực sâu trong thiên hạ, hãy bập chợp động đến ắt phải tán thân mất mạng. Nhưng nhiều người vẫn ưa thích theo đuổi, lăn xả thân vào dẫu chết chẳng hối. Thì có lẽ chỉ mình nữ sắc mà thôi, những gã cuồng đồ buông lung nơi dục sự, mò hoa bẻ liễu, trộm ngọc cắp hương, diệt lý loạn luân, bại gia nhục tổ, danh xấu đồn khắp làng nước, để tiếng nhơ cho con cháu, sống chẳng được hưởng hết tuổi thọ, chết đọa mãi trong đường ác. Hãy khoan nói đến những gã ấy, ngay như trong tình vợ chồng,
những kẻ đắm chìm trong ấy đến nỗi mất mạng, kể sao cho xiết, vốn mong cầu khoái lạc bất ngờ chết mất, cảnh khổ quá bùa, quả thật phần nhiều do mình tự chuốc, há nào phải hoàn toàn do số mạng xui khiến như thế đâu. Những kẻ lụy tình ham hố đều là tự mình chuốc lấy tai ương, cũng có kẻ hoàn toàn chẳng suồng xả mê đắm, nhưng do không biết kiêng ngừa cứ mạo muội theo đuổi, đến nỗi phải bị tử vong cũng rất nhiều. Vì thế thiên nguyệt lệnh trong sách Lệ Ký có đoạn văn nói về chánh lệnh: chấn đạt bố cáo linh giới dung chỉ, nghĩa là gõ mỏ truyền lệnh kiên kỵ chuyện ăn nằm. Dung chỉ có nghĩa là động tĩnh, tức là chuyện phòng sự ân ái. Lòng thương dân của bậc thánh vương thời cổ có thể nói là chẳng bỏ sót điều nhỏ nhặt nào. Những nơi chỗ kiên kỵ sách Thọ Khang Bảo Giám có chép rõ, hãy nên đọc kỹ. Tôi thường nói, trong 10 phần nhân dân của thế gian thì những kẻ chết trực tiếp vì sắc dục chừng 4 phần, kẻ gián tiếp bị chết cũng phải là 4 phần, tức là do sắc dục gây hao tổn, chịu những cảm xúc khác mà chết. Những kẻ bị chết ấy không ai chẳng đổ thừa cho số mạng. Nào biết vì tham sắc mà chết đều chẳng phải là do số mạng. Nếu là mạng thì phải là người giữ lòng thanh tịnh, trinh lương, không tham dục sự. Những kẻ tham sắc tự tàn hại đời mình, há có thể nói là vì mạng ư? Còn những người do mạng mà sống, mạng hết bèn chết, thì chẳng qua chỉ được một hai phần mà thôi. Do vậy biết quá nửa thiên hạ đều là kẻ chết oan uổng. Mối họa này khốc liệt có một không hai, trong cõi đời chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng sợ ư, cũng có cách chẳng phí một đồng, chẳng tốn chút sức mà trở thành bậc đức hạnh cao tột, hưởng yên vui cực lớn, để lại phước ấm vô cùng cho con cháu, khiến đời sau được quyến thuộc trinh lương. Có phải chỉ là kiêng dè dâm đó ư? Dâm tình chánh đáng giữa vợ chồng trước kia đã trình bày lợi hại đại lược, nay không bàn đến nữa. Còn chuyện tà dâm vô liêm vô sỉ, cực uế cực ác, chính là dùng thân người làm chuyện thú vật. Do vậy gái đẹp đến tằng tiều, nữ nhân yêu mị đến quyến rũ, quân tử xem như mối họa ương, không gì lớn bằng nên bèn cự tuyệt, ắt được phước diệu chiếu soi, hoàng thiên che chở. Tiểu nhân xem điều đó như hạnh phúc không gì lớn lao bằng, bèn nhận lãnh, ắt đến nỗi tai tinh giáng xuống, quỷ thần tru lục. Quân tử do họa được phước, tiểu nhân do họa càng thêm họa. Vì thế nói họa phước vô môn, do con người tự chuốc lấy. Nếu đối với cái ải nữ sắc, người đời chẳng thể thấy thấu suốt triệt để, sẽ khiến cho đức hạnh cao tột, an lạc cực lớn, phước ấm vô cùng để lại cho con cháu, quyến thuộc trinh lương, trong đời sau bị khoảnh khắc khoái lạc đọt hết. Buồn thay, Nam Mô A Di Đà Phật. Thiện thư văn sao lưu truyền cho hậu thế, qua giọng đọc của thầy Nhuận Minh để lại cho mọi người lợi ích vô vàng. Do ngài trả lời cái lá thư này cho cái ông đó, cho nên mới nói là nữ sắc nó hại tàn hại đời ông này. Mà nếu mà người phụ nữ mà hỏi thư thì ngài nói là nam sắc, chứ không phải là người nam chết vì người nữ, mà người nữ không chết, chết gì vì người nam đâu. Người nữ còn chết te tua hơn nữa. Mà người nữ họ còn dùng nhiều cái thủ đoạn đến đánh ghen tạc axit rạch lâu lam nữa, chứ không có giỡn đâu. Mà thường là chúng tôi thấy là hai vợ chồng là lỡ có chì lời qua tiếc lại, hoặc lỡ có việc gì đó là người nữ khổ nhất. Có nhiều cô họ lên đây cô nói là chết đi sống lại với ông chồng. Hỏi sao vậy? Kêu ông theo vợ bé. Mà hỏi ông vẫn dưng, ông cười hì hì hì. Phước ông chưa có hết, nó còn ông sống. Hai bên đều khổ hết chứ không phải không khổ đâu. Có cái ông đó trong văn sao Ấn Tổ nói ông cực hiền, cực thông minh,
làm phước thiện rất là tốt, mà giữ vợ chồng không giữ, ông này chết, chết sớm. Tổ ông quan kêu thiệt là uổng cho cái ông này. Nếu ông biết cử một chút đó nữa thì ông sống thọ miên trường và bao nhiêu chúng sanh được lợi ích. Nhưng mà khi mình ngồi mình nghe như vậy nè, đó là một cái phước duyên của mình rất thù thắng mới nghe được. Mà chút xíu nữa cái ý niệm này bắt đầu nó tan biến. Người nào giỏi lắm giữ vài bữa mà không cái đọc sách, cái bắt đầu cái ý niệm mà lời thánh hiền này nó biến mất. Rồi bắt đầu cái ý niệm mà cái nghiệp lực của phàm phu nó trỗi dậy, nó làm chủ bản tâm. Lúc đó là quên sạch sành sanh luôn, quên sạch hết. Cho nên thành ra cần phải có thọ khang bảo giám, bảo thân tiết dục để mà tiếp tục liên tục, để đừng cho nó mất ý niệm đó, thì bồ đề tâm mới giữ được chứ. Chỗ này là cái chỗ mà hôm nay chúng tôi thực sự phổ biến cho đại chúng. Bây giờ trên mạng thì thôi cực kỳ, lên đó nguy hiểm, sụp bẫy, cực kỳ dễ sụp bẫy. Một số những người họ rêu rao và họ nói cái chuyện này không có tai hại và không có ảnh hưởng nhân quả gì hết, cứ làm tới đi, làm đi, làm bừa đi rồi sẽ thấy. Trong văn sao Ấn Độ nói ngăn chặn họ, mà ngăn chặn còn không được nữa chứ đừng có nói mà khuyến khích. Vì cái chủng tử này nó quá mạnh, mà ngăn chặn mà ngăn chặn không nổi nữa chứ đừng có nói là khuyến khích họ. Mà cái công đức mà lưu truyền những cái lá thư và những cái lời khai thị này thì thôi rồi, công đức vô lượng. Có những người như chú Đức ở ngoài Hà Nội hôm qua, chú nói chúng tôi á, chú nói đợt này chú cố gắng đọc lại họ khang bảo giám để giữ một năm như lúc trước. Khi giữ không được thì gần như là tàn hại đời mình. Thì thôi, giờ đây là 11 giờ 6 phút, gần như là chúng tôi nói gần 2 tiếng đồng hồ, nãy 9 giờ mấy. Mong cái mùa hạ năm nay đại chúng mình đọc thọ khang bảo giám. Vài chú trong này hình như cũng không có duyên ngồi ngủ lên ngủ xuống, tội nghiệp, ngủ đâu nghe được đâu. Mình phải điều chỉnh, nếu mà lỡ mà mình thức khuya quá thì hôm sau mình thức bớt lại đi. Có những lúc chúng tôi mà lỡ nó thức khuya quá mà ngủ lại không được, lên công phu buồn ngủ là chúng tôi đắp nguyên cái y luôn. Nằm trên giường đó một chút xíu, bắt đầu nó tỉnh ra tu tiếp, không ép nó được. Mà nó ngủ quá đi nữa thì coi chừng nó thành bệnh rồi. Ngồi ngủ lên ngủ xuống, trời, có thể mình đọc mà không nghe nổi luôn thì thôi, tội nghiệp, mất cơ hội lớn. Mong rằng những bộ sách này trong mùa hạ này, thọ khang bảo giám, thái thượng cảm ứng thiên ha, an sĩ toàn thư, đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược, đọc rồi mình chiêm nghiệm, lúc nào những cái ý niệm này cũng có trong đầu hết. Thân là đang là thân nữ, thân nam, thân phàm phu, mà tâm bắt đầu chuyển thành thánh hiền. Bây giờ đọc sách thánh hiền thì tâm mình phải chuyển thành thánh hiền chứ. Đọc dâm thư thì cả thân tâm mình là bị tà dâm nó hại mình. Rất hay, rất hay. Sách rất hay, mà chúng tôi biết trong này một số các thầy, các chú và một số các Phật tử ngán đọc sách, chán. Nghe mấy quen rồi, không thích đọc. Nó phải thay đổi, giữa đọc với nghe, giữa đọc với nghe. Rất hay, rất hay. Đó, những cái chỗ mà chúng tôi soạn ngày nãy giờ 8 trang mà 4 tờ mà thầy Minh đọc, đọc tới đọc lui, rồi thấy quá tuyệt đi, bắt đầu soạn để thầy Minh đọc. Phải đọc thôi. Công quả quá mà không công phu, mà không đọc sách thánh hiền là một thời gian đã ngã mạng, cực kỳ ngã mạng. Ta đây được làm chuyện này, ta làm chuyện kia, ta giỏi hàng, chết vì cái ngã mạng này. Đâu có học lời thánh hiền, đâu tu đâu. Lên hai thời công phu xuống cái là công quả quá chừng, mà không học hiểu cái lý, sau ra sanh ngã mạng, cái là ảnh hưởng chúng, cái hết đức phước rồi, nó đẩy một cái đi mất luôn. Kinh nghiệm rồi, cuộc đời chúng tôi kinh nghiệm. 20 mấy vị cùng lứa, trang lứa, bây giờ còn có 2 người, như bông sồi trứng cá, trứng đẻ bọc vậy mà không sanh được con cá nào, 1-2 con. Sồi nó ra bông quá chừng mà nó đậu cháo hay bao nhiêu, là do tâm mình nhiễm trần. Mà cái trần cấu mà dâm thư, mà dâm loạn thì nó là số 1. Vạn ác dâm đứng đầu, vạn thiện hiếu vi tiên mà. Một ý niệm này khởi lên là 100.000 chướng ngại mở ra. Mà vừa khởi niệm lên là tội phước rành mạch rồi, chứ đừng có nói hành động. Thôi giờ chúng ta hồi hướng nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.